Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 120. Hiện tại nghe sư phụ nói vậy, thật sự không còn gì để nói, nhưng hắn biết dưới loại tình huống này sư phụ sẽ không nói đùa. Vân Thiên Tà nói, yên tâm đi, tiểu xuyên tử rất hiền lành ngoan ngoãn, lá gan rất nhỏ, chỉ có gặp được người nó thích hoặc thứ nó thích mới cúi đầu. Con cũng đừng làm ra vẻ như vậy làm gì, cùng lắm thì bị lôi điện đánh một tí, uy lực của lôi điện lúc tiểu xuyên tử gần gũi với con không lớn. Hơn nữa con không nhìn thấy lôi điện trên người nó rất sinh động sao, chứng tỏ nó đang rất vui. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy đành phải tin tưởng ông ấy, phải lấy được sự tin tưởng của Thú Vân Lôi này, dù sao hắn cũng phải đi vào. Ngay sau đó Thú Vân Lôi đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên, lẻ lưỡi muốn liếm. Dương Bách Xuyên nhìn ra được Thú Vân Lôi này muốn làm gì, nó muốn vươn đầu lưỡi liếm chính mình. Xoẹt xoẹt. Một trận lôi điện vang lên. Dương Bách Xuyên nổi hết da gà. Hắn trợn mắt nhìn Thú Vân Lôi vươn đầu lưỡi liếm mặt hắn. Cùng lúc đó lôi điện trên người Thú Vân Lôi truyền dọc cơ thể hắn. Cũng may lực lượng lôi điện giống như những gì sư phụ nói, chỉ làm hắn tê dại. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên không thích ứng được chính là nước bọt của Thú Vân Lôi, nó đang vươn đầu lưỡi dùng nước bọt rửa mặt cho hắn. Hơn nữa đầu lưỡi của Thú Vân Lôi có gai ngược, làm mặt của hắn nóng rát đau đớn. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại ngây người. Hắn cảm nhận được một lực lượng ấm ấm truyền đến từ trên mặt mình. Hắn lập tức hiểu ra đây là lực lượng của Thú Vân Lôi. Dường như có tác dụng chữa trị, giống với công hiệu của nước sinh mệnh. Nước sinh mệnh ẩn chứa lực lượng sinh cơ cường đại, còn nước bọt của Thú Vân Lôi có tác dụng chữa trị rất mạnh. Rõ ràng là một con dị thú mang điện, không ngờ nước bọt của nó còn có năng lực này, mặc dù có hơi ghê tởm, nhưng tác dụng không tệ. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được về năng lực khôi phục vết thương, nước bọt của Thú Vân Lôi còn tốt hơn nước sinh mệnh. Một loại là năng lực chữa khỏi lạnh lẽo, một loại là năng lực chữa khỏi cực nóng, mỗi loại một vẻ. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang ngẩn người, Thú Vân Lôi lại liếm mặt hắn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên không chịu nổi, cho dù nước bọt của nó là nước thần hắn cũng không muốn thử nữa. Dừng. Lấy lại phản ứng, Dương Bách Xuyên kêu to bảo Thú Vân Lôi dừng lại, lùi ra sau kéo dài khoảng cách. Vân Thiên Tà đang điên cuồng cười to, một lúc lâu mới dừng cười được, ha ha tiểu tử thối, đừng gào lên trước mặt Thú Vân Lôi. Thật ra nó rất đáng yêu, rất dịu ngoan, có thể bị nó liếm hai lần, chứng tỏ nó rất thích con. Trợn trắng mắt, không phải người bị liếm bằng nước bọt nên người mới nói như vậy, nhưng nói đi nói lại lẽ ra lần đầu gặp mặt ta xông vào địa bàn của nó không ăn ta là tốt lắm rồi, sao có thể thích ta chứ? Vân Thiên Tà cười nói, ngốc, tiểu xuyên tử là dị thú thiên địa, mặc dù không nói tiếng người nhưng lại thông linh bẩm sinh. Trên người của con có hơi thở của vi sư, tiểu xuyên tử thân thiết với con vì nó ngửi được hơi thở của vi sư, có vậy cũng không hiểu. Còn có. Thật ra hình thể của tiểu xuyên tử rất nhỏ, hiện tại to như vậy, có lẽ đây là một trạng thái phòng ngự của nó. Dù sao lúc trước chúng ta cũng coi như là kẻ xâm nhập, nó phòng bị là chuyện bình thường, còn bảo nó thu nhỏ là được. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ luôn miệng gọi tiểu xuyên tử, trong lòng rất không thích ứng, hắn muốn sửa tên khác cho Thú Vân Lôi. Nhìn Thú Vân Lôi, nói, tiểu xuyên tử khụ khụ, sư phụ ta là Vân Thiên Tà. Gào gào ầm ầm ầm. Dương Bách Xuyên nghĩ nếu Thú Vân Lôi có thể ngửi được hơi thở của sư phụ từ trên người mình, hắn liền gọi tên của nó, cũng nói ra tên của sư phụ để làm quen, chuẩn bị bước tiếp xúc. Còn chưa nói xong, Thú Vân Lôi gần lên, lôi điện ầm ầm chấn vang. Dương Bách Xuyên biết đây là một cách thể hiện sự vui sướng của nó. Nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là sủng vật của sư phụ. Vội vàng nói. Tiểu xuyên tử, đừng kích động, đừng kích động. Hắn không dám làm tên nhóc này kích động, vừa kích động lôi điện ầm ầm, hắn có chút không chịu nổi. Dương Bách Xuyên cảm nhận được tu vi của Thú Vân Lôi là cấp bậc phi thăng, không thể khinh thường. Lúc Dương Bách Xuyên gọi tiểu xuyên tử, trong lòng cảm thấy rất kỳ cục, nhưng không còn cách nào, ai bảo tên của nó và hắn đều có một chữ xuyên. Đều do sư phụ, gọi là gì không gọi, lại gọi là tiểu xuyên tử.
nhưng đây là cái tên do sư phụ đặt cho Thú Vân Lôi mấy vạn năm trước, ai biết mấy vạn năm sau hắn lại trở thành đồ đệ của sư phụ thôi chứ. Nhưng dù rất không thích, hắn lại không thể không gọi như vậy, hiện tại cứ làm tốt quan hệ đã rồi tính sau. Vừa rồi sư phụ nói Thú Vân Lôi là dị thú thiên địa, ngoại trừ sẽ không nói, còn lại nghe hiểu được tất cả. Dương Bách Xuyên Tử nói, tiểu xuyên tử, thu nhỏ. Gào gào. Thú Vân Lôi gầm lên, lôi điện lóe sáng, hình thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, trong chớp mắt đã biến thành gấu trúc bình thường ở địa cầu, mập mạp tròn trịa rất đáng yêu. Ha ha, vậy mới đúng chứ, ta tên là Dương Bách Xuyên, là đệ tử quan môn của sư phụ Vân Thiên Tà, cho nên hai chúng ta không thể gọi giống như được, sau này gọi ngươi là Quốc Bảo, được không? Dương Bách Xuyên nói. Ngay sau đó Thú Vân Lôi dùng đôi mắt thâm nhìn Dương Bách Xuyên, giống như đang tự hỏi, có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không tình nguyện đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nào đó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hóa giải xấu hổ, sau này Thú Vân Lôi không tên là Tiểu Xuyên Tử nữa, sửa lại thành Quốc Bảo. Quốc Bảo, bây giờ dẫn ta vào xem đi, Dương Bách Xuyên nói. Thật ra sau khi Thú Vân Lôi thu nhỏ, ngoại trừ cánh chim trong suốt ra, nhìn rất giống gấu trúc, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thân thiết. Nhìn vật nhớ nhà, hắn vừa nhớ nhà vừa nhớ người. Thầm nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện ở tu chân giới hắn sẽ trở về thăm địa cầu. Mấy trăm năm trôi qua, hắn cũng không biết bây giờ địa cầu đã thay đổi như thế nào. Thật sự rất nhớ quê nhà. Gào gào. Quốc Bảo gầm lên, gật đầu, ý bảo Dương Bách Xuyên đi theo nó. Dương Bách Xuyên vui vẻ đi sau Quốc Bảo, vòng vèo trắc trở mãi mới có thể đi vào. Nơi này mới là trung tâm của dãy núi Vân Lôi. Theo lời của sư phụ, bên ngoài trung tâm là thượng cổ lôi trận, trong trung tâm là mắt trận cho Thú Vân Lôi thao tác. Tu vi của Quốc Bảo cực kỳ cao, Dương Bách Xuyên cảm giác ít nhất tu vi của Quốc Bảo cũng lên đến cảnh giới phi thăng. Có Quốc Bảo dẫn đường sẽ không sợ lôi đình. Dương Bách Xuyên nhìn thấy khi Quốc Bảo bước vào trung tâm mây mù, đột nhiên lôi đình hội tụ lại, hình thành một thông đạo lôi đình có đường kính 3 mét xung quanh Quốc Bảo. Lúc bước vào thông đạo lôi đình này, Dương Bách Xuyên vẫn có chút sợ hãi, thấy lôi đình khủng bố không tấn công mình mới thở phào nhẹ nhõm. Thông đạo không dài cũng không ngắn, đi được 100 mét thì phía trước lóe sáng. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, biết đã đi vào bên trong. Quả nhiên giống như những gì sư phụ nói, đây là một tiên cảnh. Nồng độ linh khí thiên địa dày gấp mấy chục lần Thái Hoàng, tu luyện ở nơi này chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Non xanh nước biếc trải dài vô tận, trời xanh mây trắng vần quanh đỉnh núi, không có lôi điện không có mây mù bao phủ, vô số hoa tươi nở rộ trên đại địa. Phía xa xa, ánh nắng chiếu xuống con sống trong vắt, phát ra 7 sắc màu, cổ thụ che trời, ngọn núi thành đàn, đúng là tiên cảnh. Dương Bách Xuyên thả thần thức ra, cảm nhận được sức sống tươi trẻ ở đây. Giống như những gì sư phụ nói, trung tâm của dãy núi Vân Lôi trải dài mấy vạn dặm. Đối với Dương Bách Xuyên, đây là chuyện rất tốt. Bởi vì hắn muốn biến nơi này thành đại bản doanh của Vân Môn ở tu chân giới Vân Môn tiên cảnh. Trải dài vạn dặm, ngoại trừ Thú Vân Lôi, hắn không phát hiện ra sinh linh thứ hai ở nơi này, dùng nơi này để xây dựng Vân Môn tiên cảnh thì quá hợp lý. Dương Bách Xuyên biết rõ nguyên nhân tại sao nơi này không có sinh linh thứ hai. Bởi vì bên ngoài có cổ trận lôi đình cường đại trải rộng khắp dãy núi Vân Lôi, bất cứ sinh linh nào bước vào sẽ bị chém thành cho tàn, đặc biệt chỗ trung tâm có Thú Vân Lôi bảo vệ, sư phụ nói lôi đình nơi này có thể đánh chết tiên nhân. Dùng thần thức dò xét, hắn phát hiện nơi này có một địa tâm hình tròn, vây xung quanh là mây mù và lôi đình dày đặc, có kết giới lôi đình tạo thành một tấm chắn phòng ngự. Hắn còn đang lo lắng không có chỗ cho 5 vạn yêu tu trong không gian hồ Càn Khôn, đang định tìm một nơi để xây dựng Vân Môn tiên cảnh, bây giờ những vấn đề này đều đã được giải quyết. Sau này nơi này chính là Vân Môn tiên cảnh. Mặc dù nơi này bị lôi điện bao phủ, nhưng khác với Thái Hoang, nơi này có đầy đủ pháp tắc, tu luyện ngộ đạo ở đây sẽ không bị ảnh hưởng. Trong lòng vô cùng kích động, Dương Bách Xuyên vung tay lên. Thả tất cả 5 vạn yêu tu trong không gian hồ Càn Khôn ra ngoài. Sau khi 5 vạn yêu tu đi ra, Dương Bách Xuyên lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau đây sẽ là đại bản doanh của Vân Môn tiên cảnh,
nơi đây vốn là đạo tràng của thượng cổ tiên gia, sau này chính là đạo tràng của Vân Môn chúng ta. Các ngươi cũng thấy đó, ta có kẻ thù là năm thánh địa lớn. Ta chỉ hy vọng các ngươi tu luyện cho tốt, cho các ngươi trăm năm sau rời núi phải đòi lại mặt mũi cho ta. Dương Bách Xuyên nói một đống lớn, tổng lại chỉ có một mục tiêu, chỉ cho các yêu tu thời gian trăm năm, sau trăm năm phải rời núi đi đập mấy thánh địa lớn, cho bọn họ biết Dương Bách Xuyên không dễ chọc. Tiếp theo Dương Bách Xuyên chọn ra bốn đại soái, không còn là yêu tôn nữa, tạm thời các yêu tu này còn chưa gánh nổi cái danh tôn. Bốn đại yêu soái lần lượt là Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương, Dương Bách Xuyên phong bọn họ là Đông Tây Nam Bắc đại soái, mỗi người thống lĩnh 1.200.000 yêu tu, tọa lạc ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc của Vân Môn Tiên Cảnh, dạy dỗ thuộc hạ tu luyện. Tất nhiên tự bọn họ phải nghĩ cách kiến tạo động phủ của mình. Toàn bộ Vân Môn Tiên Cảnh chỉ có một ngọn núi có sẵn cung điện, do cổ tiên nhân để lại, trên ngọn núi đó có ba tòa đại điện, nơi này là nơi hắn tu luyện, là ngọn núi trung tâm của Vân Môn, lấy tên là Vân Lôi Phong, cũng coi như kỷ niệm cổ tiên nhân. Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Dương Bách Xuyên dẫn theo Lục Yên Chi, Chồn Nhỏ, Nghé Con đi lên Vân Lôi Phong. Tu luyện trăm năm, Dương Bách Xuyên tin tưởng đám người Tử Hoàng và 300 đại yêu có thể tu luyện đến cấp bậc thiên yêu, tương đương cảnh giới phi thăng của nhân tộc. Đến lúc đó Vân Môn sẽ có 300 đại yêu cảnh giới phi thăng, tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ thánh địa nào. Pháp tắc nơi này rất toàn diện, các yêu tu đều có thể tiến bộ thần tốc, trăm năm cũng đủ tăng lên cảnh giới tu vi, đến lúc đó đây sẽ là một lực lượng vô cùng khủng bố. Đến lúc đó hắn sẽ mang các đại yêu này rời núi, tính sổ với năm thánh địa lớn kia, không tiêu diệt khí thế của mấy thánh địa lớn kia, hắn cũng đừng mong sống yên ổn. Hắn thề sẽ chém lão yêu bà vạn linh thánh mẫu kia thành trăm mảnh, thật sự quá đáng giận. Dương Bách Xuyên sẽ không nương tay với người luôn muốn giết mình. Dù sao trước khi có đủ thực lực, hắn sẽ không dám đi ra ngoài, đánh một chưởng với vạn linh thánh mẫu đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Thực lực của hắn vẫn còn kém xa các thánh chủ. Nếu một đánh một, hắn sẽ không thể thắng được, vì vậy hắn muốn các đại yêu dưới trướng tăng lên tu vi, sau đó quần ẩu đánh chết bọn họ. Hắn không tin 300 cao thủ cảnh giới phi thăng không đánh lại được mấy thánh địa kia. Hơn nữa Tử Hoàng còn là một nhân vật thời đại, chỉ cần nàng ta đột phá cấp bậc thiên yêu, nàng ta có thể thi triển rất nhiều chiêu thức, trở thành chủ lực số một mạnh nhất của hắn, thực lực của Khổng Tước cũng không tồi. Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị tìm hiểu tiếp thần thông, hiện tại hắn mới tu luyện tìm hiểu được 3 loại thần thông, còn 9 loại thần thông đang chờ hắn, mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Bây giờ hắn đã đột phá đại thừa sơ kỳ, có thể tìm hiểu rất nhiều bí pháp. Cho nên hắn cũng cho mình 100 năm, hơn nữa hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp cửu cửu, còn cần tìm hiểu tiêu hóa rất nhiều. Lúc dẫn mấy người Lục Yên Chi lên núi, Dương Bách Xuyên nhìn Vân Lôi Phong, đột nhiên nhớ đến mấy cô vợ ở Tinh Thần Môn, còn có Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng, Ngô Mặc Thu và Lâu Hải Đường, còn phải đón Ngô Mặc Thu và đón tiếp người thân bạn bè ở Vân Môn Sơn Hải Giới. Thoáng cái đã hơn trăm năm từ lúc hắn rời khỏi Sơn Hải Giới đến tu chân giới, nhớ đến người thân bạn bè ở Vân Môn Sơn Hải Giới, Dương Bách Xuyên lại bắt đầu nôn nóng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ bên ngoài dãy núi Vân Môn có đám kẻ thù cấp thánh chủ như Vạn Linh Thánh Mẫu, hắn không ra được. Nhưng hắn cũng nghĩ được một biện pháp. Thuộc hạ của hắn, đại yêu Chuột Vương. Chuột Vương là con cháu tinh anh của tộc Chuột Yêu Ngũ Hành. Hơn 3.000 tộc nhân do Chuột Vương mang đến đều là tinh anh. Dương Bách Xuyên định giao chuyện này cho Chuột Vương xử lý. Lập tức truyền âm gọi Chuột Vương đến. Thánh chủ, Chuột Vương đang chỉ huy các yêu kiến tạo hành cung yêu soái của mình, đột nhiên bị thánh chủ gọi đến. Dương Bách Xuyên nói thẳng, hiện tại ta muốn giao cho ngươi một chuyện vô cùng quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành mỹ mãn cho ta. Chuột Vương chưa bao giờ thấy Dương Bách Xuyên nghiêm túc như vậy, vội vàng cúi người nói, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm đến tan xương nát thịt, xin thánh chủ ra lệnh. Không nghiêm trọng như vậy, thật ra muốn ngươi làm lại nghề cũ. Ở Tinh Cương Ngân Hà ta có mấy người bạn cũ ở Tinh Thần Môn, bây giờ ngươi cũng biết ta không thể đi ra ngoài, đành phải đi ngầm, đào một thông đạo đến Tinh Thần Môn cho ta, làm được không? Ta sẽ bảo đám Tử Hoàng phối hợp giúp đỡ ngươi. Sau khi Dương Bách Xuyên nói sơ qua tình hình của đám người Ngô Mặc Thu và Tinh Thần Môn,
Chuột Vương vỗ ngực nói, chủ nhân yên tâm, trong vòng 10 năm, thuộc hạ chắc chắn có thể kiến tạo một thông đạo thông với tinh thần môn, trong vòng 100 năm đã thông một tinh cương, ngàn năm nối liền 9 đại tinh cương của tu chân giới. Ta cũng biết khó khăn nên cho ngươi 20 năm, trong vòng 20 năm, ta muốn có một thông đạo nối liền vân môn tiên cảnh và tinh thần môn. Trong quá trình đó, ta cung cấp đan dược tốt nhất cho 3.500 chuột yêu ngũ hành các ngươi. Dương Bách Xuyên nói. Địa vực tu giả giới vô cùng rộng lớn, không phải dễ dàng như vậy, muốn tu sửa giao thông ngầm ở tu chân giới là một chuyện không dễ dàng, cho nên hắn cho Chuột Vương một khoảng thời gian thoải mái và tài nguyên đủ lớn để hoàn thành chuyện này. Chuột Vương nghe Dương Bách Xuyên nói còn cung cấp đan dược, trong lòng vô cùng vui mừng, suýt nữa quỳ xuống thề thốt. Có lẽ sức chiến đấu của tộc chuột yêu ngũ hành của lão ta không phải mạnh nhất, nhưng nếu nói đến năng lực đào hầm, nói thứ hai không tộc nào dám nói thứ nhất. Dương Bách Xuyên giải quyết xong một nỗi tâm sự, lúc này mới lên núi, hắn vô cùng tò mò và chờ mong đại điện trên Vân Lôi Phong, sư phụ từng nói đây là đạo tràng của tiên nhân thời thượng cổ. Lão đầu nói lúc ông nhàn rỗi ở đây đã viết một quyển bút ký ghi chép đạo tu luyện, hơn nữa bên trong còn có ấn ký tu đạo của chủ nhân cũ cổ tiên nhân để lại. Dương Bách Xuyên biết mặc dù lúc lão đầu nói đến những thứ này vô cùng tùy ý, nhưng chắc chắn sẽ không tùy ý như ông nói. Hơn nữa chưa nói đến đồ này là do chủ nhân cũ cổ tiên nhân để lại, chỉ riêng kinh nghiệm tu luyện lão đầu chết tiệt để lại cũng đâu phải đơn giản. Lão đầu đường đường là nhân vật tán tiên chí tôn, thứ ông để lại ở đây chắc chắn không đơn giản, huống hồ ông còn ở lại nơi này, biến nơi này thành đạo tràng tu luyện của ông. Hơn nữa cổ tiên nhân để lại ấn ký, có thể được lão đầu gọi là cổ tiên và còn mang theo lòng tôn kính khi nhắc đến, rõ ràng cũng không phải cổ tiên nhân bình thường. Chỉ riêng việc có thể sáng tạo ra đạo tràng như tiên cảnh, còn có thể bố trí đại trận Vân Lôi thượng cổ khiến dãy núi Vân Lôi ngàn vạn dặm trở thành tuyệt địa hiểm yếu của tu chân giới, hơn nữa còn có thể để lại một thú Vân Lôi bảo vệ nơi này, sao có thể đơn giản chứ? Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, sợ rằng nơi này không chỉ có ấn ký tu đạo của lão đầu và cổ tiên nhân để lại, rất có khả năng còn có tồn tại khác nhỉ. Cho nên trong lòng hắn hơi mong đợi và tò mò, nhìn Vân Lôi Phong. Dương Bách Xuyên vẫn rất tò mò về đạo tràng tu luyện do một tiên nhân thượng cổ để lại, hơn nữa còn tràn đầy ảo tưởng. Nhưng sau khi hắn leo lên đỉnh lại hơi thất vọng. Đỉnh núi rất rộng nhưng lại chỉ có một viện, ba đại điện, nhưng lại xây dựng rất thô sơ, không hề có chút liên quan gì tới đạo tràng tiên nhân trong suy nghĩ. Nhưng mà Dương Bách Xuyên cũng không sao cả, dù gì hắn cũng biết người tu đạo là theo đuổi phong cách tự nhiên cổ xưa, trông đạo tràng này lại rất có ý cảnh. Rõ ràng là đại điện do con người xây dựng, nhưng nó lại cho hắn cảm nhận thị giác hòa với trời đất xung quanh. Ngược lại phù hợp đặc điểm tu đạo. Rất bể dâu, cổ xưa. Cảm giác thần bí vô cùng đầy đủ. Chỉ là không biết rốt cuộc bên trong có thứ gì. Dương Bách Xuyên đứng ở sơn môn, ngẩng đầu lên nhìn một chữ đạo trên tấm biển, coi như đã đặt cho đạo tràng này một cái tên. Hắn vốn còn muốn nói một câu tùy ý như vậy. Nhưng lúc mắt hắn nhìn qua, càng nhìn chữ đạo này càng thấy tràn đầy cái gì đó, bất giác lực chú ý của hắn đã bị thu hút rồi. Dương Bách Xuyên giống như đã nhìn thấy tinh không vô tận trong chữ đạo này, thiên địa tinh hải đều ở bên trong, càng ngày càng mênh mông bát ngát. Lúc này, hắn nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà lớn tiếng nói, tiểu tử thối tỉnh lại. Tiếng nói như sấm rền của lão đầu vang lên trong đầu, Dương Bách Xuyên chợt hoàn hồn, mồ hôi lạnh ứa ra. Cảnh giới bây giờ của tiểu tử con vẫn chưa nhìn được chữ đạo này, đây là chủ nhân cũ để lại, cũng là thủ đoạn chân chính của tiên nhân, bao hàm quy tắc thiên địa đại đạo, là chữ hay, nhưng không phải thứ bây giờ con có thể nhìn. Sau này rồi quan sát là được, không thể nóng vội, sau này mỗi tháng quan sát một lần, nó có thể khiến con có hiểu biết sâu sắc hơn đối với pháp tắc thiên địa. Con đánh thức người khác trước đi, vào đại điện rồi nói. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, nếu không có lão đầu lên tiếng, hắn biết tâm thần hắn sẽ đi lạc trong chữ đạo này, tuy không mất mạng nhưng sẽ hao tổn nguyên thần. Nghe lão đầu nói, hắn quay đầu nhìn Lục Yên Chi, chồn nhỏ, nghé con, thú ngũ hành, hùng bất nhị ở phía sau đều là ánh mắt mờ mịt, thế là hắn biết mấy người bọn họ cũng trúng chiêu rồi. Hắn vội vàng đánh thức bọn họ, sau đó căn dặn tu vi tâm cảnh không đủ thì đừng nhìn nhiều.
Thủ đoạn tiên gia quả nhiên không tầm thường, có thể dùng thì sẽ có lợi ích rất lớn, không chịu nổi thì sẽ là hại người. Sau khi bước vào sơn môn, ba đại điện xuất hiện trong tầm mắt, chủ điện ở chính giữa, hai bên trái phải đều là thiên điện, đại điện xây dựng bằng cự thạch màu xanh trông rất thô ráp, nhưng lại đủ lớn. Hắn hỏi lão đầu ba đại điện còn có kiêng kỵ gì không? Vân Thiên Tà nói, bảo bọn họ đừng xông lung tung vào chủ điện và mặt sau chủ điện, cái khác thì không có gì. Vừa rồi mọi người quan sát chữ đạo bị chịu thiệt ở sơn môn, sau khi bước vào lại không dám chạy lung tung nữa, bọn họ đã nghe Dương Bách Xuyên nói nơi này là đạo tràng cổ tiên. Hùng Bất Nhị dứt khoát nói, đại ca, ta không muốn ở nơi này, ta ra bên ngoài xem thử. Dương Bách Xuyên cười nói, được, dù sao về sau nơi này cũng là vùng đất tiên cảnh của vân môn chúng ta, nếu ngươi không quen thì có thể chọn một ngọn núi để ở. Hùng Bất Nhị giống như được đại xá, rời đi rồi. Chủ nhân, ta cũng ra ngoài xem. Thú Ngũ Hành cũng là tính cách không thể ở yên một chỗ giống Hùng Bất Nhị, nên ra khỏi đại viện đạo tràng cùng nhau. Trong sân chỉ còn lại Lục Yên Chi, Chồn Nhỏ và Ngé Con. Dương Bách Xuyên nói với Lục Yên Chi, nàng dẫn Chồn Nhỏ và Ngé Con đến hai thiên điện ở trái phải xem trước, có thể ở thì ở, không được thì ta xây cho nàng. Đừng đến chủ điện và phía sau chủ điện, chỗ khác đều không sao. Ừ, ta biết rồi. Dương đại ca, chàng làm việc của chàng đi. Lục Yên Chi gật đầu. Sau đó, Dương Bách Xuyên vào chủ điện theo căn dặn của lão đầu. Ba đại điện chỉ có chủ điện tồn tại cấm chế, là cấm chế Vân Thiên Tà để lại từ mấy vạn năm trước, sau khi truyền thụ thủ quyết cho Dương Bách Xuyên, hắn đã vào được đại điện. Trong đại điện thực ra rất trống trải, chỉ có một đài tĩnh tọa tu luyện, trên bức tường xung quanh là từng bức tranh treo tường, nội dung tranh là cảnh quan tự nhiên như sông núi, chín tầng mây, bầu trời biển cả v.v. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Dương Bách Xuyên thất vọng nói, lão đầu, người chắc chắn đây là đạo tràng của cổ tiên nhân kia chứ. Nơi này mộc mạc quá nhỉ, tốt xấu gì cũng nên có một tiên khí đan dược gì đó chứ. Hừ, tiểu tử con hiểu cái mông, đại điện này còn có càn khôn, dài tóc thiếu kiến thức, chỉ là tiểu tử con không biết nhìn hàng thôi. Vân Thiên Tà hừ lạnh mắng. Càn khôn gì, nghe lão đầu nói như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu tò mò, hắn biết lão đầu đã có thể để lại cấm chế ở chủ điện này, hơn nữa có thể nói như vậy, thì chắc chắn là có nguyên nhân. Qua đó ngồi lên đài tu luyện, Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên nghi ngờ nhưng vẫn bước tới ngồi lên đài tu luyện ở trung tâm đại điện. Ban đầu hắn không chú ý tới đài tu luyện đường kính 3 mét hình tròn này lắm, sau khi ngồi xuống mới phát hiện, trên đài tu luyện có khắc từng hoa văn. Hơn nữa đài tu luyện như ngọc lại không phải ngọc, như đá cũng không phải đá, không biết là làm bằng vật liệu gì. Tóm lại sau khi ngồi lên trên, hắn cảm thấy có ý lạnh truyền tới khiến tinh thần cũng phải run lên. Hắn thầm nói quả nhiên không tầm thường. Ngay sau đó, lão đầu nói, truyền sức mạnh nguyên thần vào đài tu luyện. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên làm theo, lực thần hồn to lớn tràn vào trong đài tu luyện. Ngay sau đó, cả đài tu luyện giống như đã sống lại, linh khí ùn ùn kéo đến, lan ra từ trên đài tu luyện, rồi tản ra khắp cả đại điện. Nói một cách chính xác là sức mạnh trên đài tu luyện bùng nổ, tràn vào bức tường xung quanh. Tiếp theo, bức tường xung quanh đại điện lóe lên ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến Dương Bách Xuyên không khỏi nhắm hai mắt lại. Qua một lát, Dương Bách Xuyên cảm thấy linh khí mạnh mẽ bộc phát từ trên đài tu luyện, không ngừng chui vào trong người hắn, vô cùng tinh khiết. Dương Bách Xuyên mở mắt ra, phát hiện cả đại điện vẫn giống lúc trước, đài tu luyện vẫn là đài tu luyện, đại điện vẫn là đại điện trống trải. Nhưng hắn cứ cảm thấy cả đại điện đã xảy ra thay đổi, chỉ là không nói ra được, cũng không nhìn ra được. Điều duy nhất không giống là linh khí trời đất bộc phát ra từ trên đài tu luyện đã có thể đạt đến mức gấp trăm lần bên ngoài. Điều này sẽ là trợ lực thần tốc đối với việc tu luyện của hắn, hắn vui mừng nói, linh khí trời đất dày hơn gấp trăm lần, xem ra đài tu luyện này là bảo bối, quả thật không tệ, ha ha. Xem chút tiền đồ đó của tiểu tử con, đài tu luyện này là do đá vân lôi tiên giới luyện hóa thành, tụ tập linh khí trời đất của cả dãy núi vân lôi ngàn vạn dặm, tất nhiên linh khí phải dày hơn gấp trăm lần. Nguồn linh khí của cả vùng đất trung tâm đều là đài tu luyện này cung cấp. Coi như là chí bảo tiên gia,
nhưng lợi ích lớn nhất không phải cái này. Lợi ích lớn nhất của đại điện là tranh treo tường vẽ cảnh thế giới ở xung quanh kia, bây giờ con nguyên thần xuất khiếu thử xem, Vân Thiên Tà nói với giọng thần bí, đắc ý. Dương Bách Xuyên nửa tin nửa ngờ, dù sao nhìn thế nào tranh treo tường vẫn là tranh treo tường, cũng không có gì khác, nhưng hắn vẫn làm như lão đầu nói. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng chợt động, nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần của hắn bay ra từ ý thức hải, ngay sau đó cả người chấn động. Bởi vì hắn phát hiện điều nguyên thần nhìn thấy lúc này hoàn toàn không giống điều mắt thường nhìn thấy, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Sau khi nguyên thần xuất khiếu, hắn lại phát hiện hắn đang ở trong tinh không mênh mông, dưới chân là sông núi vô tận. Lão đầu, đây là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, hỏi. Vân Thiên Tà xa xôi nói, đây là đại trận thần hồn tạo ra vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ thứ nguyên thần của con nhìn thấy chính là tranh treo tường xung quanh đại điện. Mà những bức tranh kia chính là được khắc họa từ sức mạnh nguyên thần bằng pháp lực vô thượng, chỉ có nguyên thần xuất khiếu mới có thể nhìn thấy hoặc nói là tiến vào thế giới trong tranh này, dùng nó để cảm ngộ trời đất, tu luyện nguyên thần không còn gì tuyệt hơn. Trên đầu là bầu trời đầy sao bao la, dưới chân là núi sông vô tận, Dương Bách Xuyên đứng giữa trời đất, hắn thực sự cảm thấy một tâm tình khó tả xuất hiện. Ở đây, khi nguyên thần xuất khiếu, liền có thể cảm nhận được lực thần hồn mãnh liệt không ngừng nuôi dưỡng nguyên thần. Hiện tại, đúng như lời lão già nói, quả nhiên cảm giác này khiến hắn cảm thấy quá tuyệt vời. Cảm giác sung sướng khó tả. Dương Bách Xuyên biết, nếu tu luyện trong môi trường như vậy, nếu nói tu vi của hắn chắc chắn sẽ thăng tiến cực nhanh cũng không quá chút nào. Nó tương đương với việc tu luyện gấp trăm lần so với linh khí đất trời ở bên ngoài. Nguyên thần xuất khiếu cũng sẽ được cảm ngộ trong trời đất bao la. Tu luyện cùng cảnh giới cũng giống như cách tiến hành đồng bộ. Với sự tồn tại của đại điện này, Vân Môn Tiên Cảnh càng xứng đáng với cái tên của nó. Dương Bách Xuyên đã đoán trước trong đầu hình ảnh cao thủ Vân Môn sẽ xuất hiện lớp lớp trong tương lai, từng cao thủ Vân Môn đều sẽ được sinh ra từ đây. Chấm. Sau một hồi thử nghiệm, lúc này Dương Bách Xuyên mới thu công. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đại điện vẫn như cũ, những bức tranh treo tường xung quanh vẫn như cũ, duy chỉ có linh khí của toàn bộ đại điện đang không ngừng tăng lên. Hắn biết từ giờ phút này trở đi, hắn đã kích hoạt đài tu luyện, toàn bộ đại điện hay thậm chí toàn bộ Vân Môn Tiên Cảnh này, đài tu luyện này mới chính là nòng cốt. Đây mới thực sự là chí bảo. Thế nào, tiểu tử thối, vi sư tặng phần lễ vật này cho con không có vấn đề gì chứ? Giọng nói tự mãn của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Tạm tạm như vậy cũng được, lão già đáng chết nhà người, không phải người nói sau khi đến đây sẽ để lại chút kinh nghiệm tu luyện sao, nó đâu rồi? Dương Bách Xuyên cũng tiếp lời lão già. Tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ đấy nhỉ, đây là bảo vật của những tiên nhân thượng cổ, thế mà con còn nói là chỉ tạm tạm. Vân Thiên Tà tức giận nói. Không phải do người nói sao? Ha ha, Dương Bách Xuyên trêu ghẹo. Thực ra đài tu luyện và đại điện này đâu chỉ là tạm tạm, mà nó thực sự chính là bất ngờ cực lớn đối với hắn. Vân Thiên Tà tiếp tục chửi ầm lên, tiểu tử nhà ngươi cứ theo cột mà trèo lên trên, da mặt càng lúc càng dày rồi đấy. Hiểu, trong lòng con rất vui vẻ, con hài lòng 10 phần à, không vạn phần đối với món quà này của ngươi, đừng nói chuyện này nữa. Mau nói cho con biết nơi cất giấu kinh nghiệm tu luyện với bảo vật gì đó giấu ở đâu đi, đừng có giấu giếm nữa mà. Dương Bách Xuyên rất lưu manh, rất thức thời tìm lão già để xin xỏ chỗ tốt. Tại sao ta lại thu nhận cái như con chứ? Lão già mắng chửi không ngớt. Đòn phản kích của Dương Bách Xuyên không ngứa cũng không đau, sư đồ hai người thường xuyên đấu võ mồm đã thành thói quen. Sau đó Vân Thiên Tà nói, phía sau tòa đại điện này, có thể coi là rừng đá ở núi sau, nguyên chủ nhân còn có chút dấu vết lưu lại trong rừng đá kia, tất nhiên vi sư cũng để lại một số thứ, tự mình đi xem đi. Nói đến đây, Vân Thiên Tà dừng một chút, lại nói tiếp, sau ngày hôm nay, con đừng làm phiền vi sư cần dưỡng thần 10 năm. 10 năm sau, con dẫn vi sư đi gặp đại sư huynh của con, nếu có cơ hội, con đưa sư huynh đi xem những dấu vết tu luyện trong rừng đá ở núi sau kia. Con cũng phải tu luyện cho tốt, không được lười biếng, nếu không con đường tu luyện sẽ không tiến lên mà sẽ thụt lùi.
Không phải chứ, lão già đáng chết nhà người, gặp đại sư huynh cũng không có vấn đề gì, đại sư huynh cũng giúp con độ kiếp lần này, lại bị lão yêu bà thánh mẫu vạn linh kia khiến cho quá gấp gáp, khiến con không có thời gian để cảm ơn huynh ấy. Vấn đề là 10 năm cũng quá vội vàng rồi đấy. Người cũng biết bên ngoài dãy núi Vân Lôi có ngũ đại thánh chủ, cho con 100 năm, con còn có thể đi ra ngoài sờ sờ, nhưng thời gian 10 năm con cũng không dám chắc có thể đánh bại nhân vật cấp thánh chủ đâu. Dương Bách Xuyên kêu khổ nói. Chẳng lẽ vi sư lại không biết năng lực của con như thế nào sao? Ta cũng không nói sau 10 năm sẽ để con ra ngoài, tiểu tử con quá ngu ngốc, sao lại không biết động não chút vậy? Nguyên thần vừa mới xuất khiếu mà đã quên rồi. Đến lúc đó vi sư sẽ để một sợi thần hồn bám vào nguyên thần của con chỉ cần dùng nguyên thần xuất khiếu đi tìm đại sư huynh của con là được. Và lại, về phần những tên cấp thánh chủ ở bên ngoài, con cho rằng bọn họ thật sự có thể không nể mặt, ngăn cản một tiểu tử mới chỉ đại thừa như con bên ngoài núi Vân Lôi 10 năm sao? Con cũng đề cao bản thân quá rồi, không thể tránh khỏi sẽ có người ngăn cản con, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ phái một ít tu sĩ ở phi thăng cảnh đến chặn đường con, dù sao cũng là nhân vật ở cấp bậc thánh chủ, bọn họ mới không thèm ngăn cản con. Mà nguyên thần của con xuất khiếu cũng quen thuộc mấy vạn mấy chục vạn dặm, cho dù gặp phải phi thăng cảnh, chỉ cần con cẩn thận rồi chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Được rồi, vậy thôi, không có việc gì đừng làm phiền vi sư. Sau 10 năm, con chuẩn bị cho kỹ để đưa vi sư đi gặp đại sư huynh của con, vi sư có chút chuyện muốn hỏi. Sau khi Vân Thiên Tà nói xong, ông lập tức biến mất. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có thêm rất nhiều kiến thức, nguyên thần xuất khiếu ngay bây giờ cũng được luôn. Hắn dường như nhớ rõ lúc trước Lâu Hải Đường đã nói với hắn chuyện này, nói rằng sau khi tu luyện đạt đến đại thừa kỳ, không chỉ nguyên thần có thể xuất khiếu phiêu du trong không gian, mà bản tôn cũng có thể rời khỏi đại thiên thế giới, có thể tự do đi qua từng tiểu thế giới. Tu vi hiện tại của hắn thực sự đang ở giai đoạn đại thừa sơ kỳ. Vừa nghĩ đến việc có thể tự do phiêu du trong không gian, hắn không khỏi cảm thấy phấn khích. Chỉ có tu vi đại thừa mới có thể trực tiếp phá vỡ tường kết giới của đại thiên thế giới, tiến vào 3.000 tiểu thế giới, vô số tiểu thế giới. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp trở về địa cầu, trở lại Sơn Hải giới. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên hiểu rõ, cho dù là đột phá tường kết giới của đại thiên thế giới, hay là ngao du tinh không, thậm chí là nguyên thần xuất khiếu, đều cần thực lực chân chính. Mặc dù lúc hắn độ kiếp, từ độ kiếp kỳ một bước tiến vào đại thừa kỳ, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mặt khác, kẻ thù mà hắn phải đối mặt cũng mạnh hơn, hơn nữa còn là thế lực của thánh địa, muốn uy vọng có uy vọng, muốn người có người, muốn thế lực có thế lực. Vì vậy, đại thừa sơ kỳ cũng chưa phải là rất tốt. Trước mắt, bất kể là thời gian 10 năm do lão già đề xuất, hay là thời gian tu luyện trăm năm mà hắn đặt ra cho những thuộc hạ yêu tu của mình, mục đích cuối cùng đều là tăng cường sức mạnh và tu vi. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên thật sự cảm thấy khẩn trương, bước ra khỏi đại điện và đi đến ngọn núi phía sau chính điện. Lão già nói trên núi phía sau chính điện có một khu rừng đá, dấu ấn do ông và cổ tiên nhân để lại đều ở trong rừng đá. Mặc dù lão già không nói ra, nhưng Dương Bách Xuyên cũng đoán được dấu ấn trong rừng đá hẳn là một loại sức mạnh nào đó về thần thông chiến kỹ. Khi đến rừng đá, hắn phát hiện mình đã đoán đúng, cũng đoán không đúng. Bởi vì những gì còn sót lại trên các cột trụ của rừng đá là một số kinh nghiệm tu luyện và nhận thức về thiên đạo. Chỉ có 3 trong số các cột đá có dấu hiệu của công kích. Rừng đá không lớn cũng không nhỏ, đồ vật để lại trên đó được chia thành 3 cấp độ. Các cột đá ở khu vực thứ nhất đều được ghi lại kinh nghiệm trong cảnh giới tu luyện tu chân giới. Bắt đầu từ việc tu luyện để cảm nhận linh khí trời đất, cho đến khi giải thích tu luyện của phi thăng cảnh, mỗi cảnh giới đều rất chi tiết. Nội dung ghi lại trên tấm bia đá ở khu vực thứ hai đối với Dương Bách Xuyên cứ như đang đọc thiên thư, hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng hắn biết vết tích của những văn tự này, giống với con đường mà lão già đã dạy, đây chắc chắn là do lão già để lại. Hơn nữa, văn bản được ghi lại ở khu vực thứ hai là một lời giải thích về pháp tắc thiên địa, mà Dương Bách Xuyên đã có được câu trả lời trên cột đá cuối cùng, đồng thời cũng nhìn thấy chữ ký của lão già. Hắn cũng cẩn thận xem xét, đi thẳng đến khu thứ ba. So với 2 khu vực đầu tiên, cộng lại lên đến hàng trăm cột đá, còn khu vực thứ ba chỉ có 3 cột đá.
nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, những thứ trên ba cột đá này đều là những thứ phi thường. Không phải được ghi chép bằng văn bản, mà là. Trên cột đá đầu tiên là một vết kiếm. Trên cột thứ hai là thủ trưởng ấn. Trên cột trụ thứ ba là quyền đầu ấn. Không hề khoa trương khi nói rằng giá trị của rừng đá này không kém gì đài tu luyện của chính điện. Khu vực thứ nhất là bách khoa toàn thư chú thích về cảnh giới tu luyện của tu chân giả, khu vực thứ hai là kinh nghiệm về pháp tắc thiên địa, Dương Bách Xuyên lại giống như đang đọc thiên thư, nhưng hắn biết đây là tâm huyết của lão giả, nếu có thể lĩnh ngộ được, tu vi của hắn sẽ làm đảo lộn thế giới. Trước đây hắn đã nghe lão giả nói, nếu luận về việc cảm ngộ pháp tắc thiên địa của tu sĩ trên thế gian thì đứng thứ nhất phải là tán tiên, bởi vì tán tiên cần phải bình giải sự tồn tại của nhục thân và nguyên thần để bắt đầu tu luyện. Mà nguyên thần là thứ nhạy cảm nhất đối với thiên đạo, vì vậy sự hiểu biết của tán tiên về sức mạnh của pháp tác luôn đứng thứ nhất. Vết kiếm, thủ ấn và quyền ấn ở khu vực thứ ba đều giống như khí tức ở Sơn Môn, Dương Bách Xuyên biết đây là do cổ tiên nhân để lại. Nó càng là quan trọng nhất. Dương Bách Xuyên rời khỏi khu thứ ba, trở về khu thứ nhất, nhìn khu rừng đá này, trái tim dâng trào, hắn tự lẩm bẩm, 10 đại cảnh giới tu luyện đều được ghi lại. Cảm ngộ về pháp tắc thiên địa của tán tiên giống như thiên thư, đại đạo của cổ tiên nhân để lại ở đây, đã đến nơi tu luyện thánh pháp tối thượng này, Dương Bách Xuyên ta sao có thể không vượt qua thánh địa tu chân. Dương Bách Xuyên biết rừng đá là tài sản lớn, có rừng đá tâm đắc để tu luyện này, Vân Môn chắc chắn sẽ là một thế lực truyền kỳ quật khởi của tu chân giới. Cả sư phụ lẫn chủ nhân cũ cổ tiên nhân đều là người đã vượt qua cấp bậc tu chân giới. Dương Bách Xuyên thấy truyền thừa tu luyện mà họ để lại không hề kém bất cứ một thánh địa nào. Dương Bách Xuyên đặt tên cho rừng đá là rừng ngộ đạo, đặt tên cho chủ điện là điện thành tiên. Nơi này vốn dĩ không có tên, hắn đặt xem như tưởng niệm công lao của cổ tiên nhân và sư phụ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Bách Xuyên tuyên bố mở cửa điện thành tiên và rừng ngộ đạo cho 300 đại yêu cấp bậc tôn vương. Về phần các yêu tu cấp bậc dưới tôn vương, Dương Bách Xuyên chỉ mở khu thứ nhất của rừng ngộ đạo cho bọn họ. Còn hai khu vực khác, do tu vi của bọn họ quá thấp, nếu vào trong thì trái lại sẽ hại bọn họ. Mà vào điện thành tiên cũng yêu cầu phải có cấp bậc tôn vương. Tu vi thấp mà muốn vào điện thành tiên thì bắt buộc phải có cống hiến cho Vân Môn mới được. Thật ra điều kiện như vậy là một dạng khích lệ. Sau khi chuyện về điện thành tiên và rừng ngộ đạo được tuyên bố đã gây náo động trong 50000 yêu tu. Mọi người bắt đầu chăm chỉ tu luyện, ai ai cũng muốn tiến vào điện thành tiên. Còn Dương Bách Xuyên, sau khi tuyên bố xong, hắn ở lại khu thứ nhất của rừng ngộ đạo. Mỗi chú giải về cảnh giới tu luyện được ghi trên cột đá đều vô cùng chi tiết, đây mới là cảm ngộ cảnh giới toàn diện nhất và có hệ thống nhất. Mặc dù trước đây sư phụ cũng từng giảng giải cho hắn những tâm đắc trong tu luyện, nhưng lúc đó hắn mới bước vào con đường tu chân, đối với cái gì cũng chỉ có biết sơ sơ hiểu lơ mơ. Đa phần là tự mình tu luyện. Chấm. Bây giờ đọc phần giới thiệu về cảnh giới tu luyện lại từ đầu, Dương Bách Xuyên có cảm xúc mãnh liệt. Vì vậy, hắn chuẩn bị xem mỗi một cảnh giới lại từ đầu, lĩnh ngộ và chỉnh lý lại mỗi cảnh giới một lượt. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần chỉnh lý tốt cảnh giới là một lần tẩy lễ và củng cố, khỏi cần nói cũng biết ích lợi cho việc tu luyện sau này. Khi chuẩn bị tiến vào rừng ngộ đạo, Dương Bách Xuyên tìm Lục Yên Chi, muốn truyền dạy cho nàng cấm chế tiến vào điện thành tiên, sau này hai địa điểm quan trọng là điện thành tiên và rừng ngộ đạo sẽ do Lục Yên Chi trông coi, như vậy thì Dương Bách Xuyên mới yên tâm. Dù sao hiện giờ Vân Môn tiên cảnh cũng mới thành lập, chỉ có hắn và Lục Yên Chi là nhân tộc, hơn 50000 thành viên khác đều là yêu tu. Sơn Chi, ta sắp vào rừng ngộ đạo, nàng. Đùng đoàng. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong. Trên trời vang lên từng đợt sấm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mây đen giăng kín bầu trời. Cảnh tượng này rất quen thuộc với Dương Bách Xuyên, rõ ràng là kiếp vân. Mà sắc mặt Lục Yên Chi cũng trở nên nặng nề. Dương đại ca, thiên kiếp của ta tới rồi. Lục Yên Chi cười khổ. Đừng nói nữa, chuẩn bị độ kiếp đi. Hiện tại Lục Yên Chi cũng là độ kiếp sơ kỳ. Trước đây nàng và hắn cùng tiến vào Thái Hoang. Tu luyện trong Thái Hoang trăm năm. Khi mới ra ngoài, thiên kiếp của Dương Bách Xuyên tới sớm nhất. Lúc đó hắn còn nghĩ sao Lục Yên Chi và các yêu tu không có thiên kiếp giáng xuống. Bây giờ xem ra không phải không có,
mà là tới muộn. Đối với mỗi tu sĩ mà nói, đại thiên kiếp là áp lực vô cùng nặng nề. Lục Yên Chi vội vàng bay ra khỏi Vân Lôi Phong, chuẩn bị độ kiếp. Thật ra không có gì phải chuẩn bị cả, lúc ở Thái Hoang nàng đã chuẩn bị xong rồi. Chấm. Lục Yên Chi đứng trong một khu vực có tầm nhìn rộng rãi ở Vân Môn Tiên Cảnh, tay cầm pháp trượng vạn linh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ lôi kiếp giáng xuống. Dương Bách Xuyên và một đám yêu tu đứng đằng xa quan sát. Ngẩng đầu nhìn trời, kiếp vân vẫn đang ấp ủ, đã đạt đến cấp bậc tam cửu thiên kiếp tam cửu. Chấm. Một canh giờ sau, kiếp vân xuất hiện 6 vòng mới dừng lại, mỗi vòng tượng trưng cho một kiếp, Lục Yên Chi là thiên kiếp lục cửu. Ở tu chân giới, thiên kiếp lục cửu cũng được xếp vào cấp bậc thiên kiếp cấp bậc cao, tất nhiên so với quái thai như Dương Bách Xuyên thì không tính, nhưng cũng không phải là thiên kiếp đẳng cấp nhỏ. Đùng đoàng, duệt. Cuối cùng thì đạo lôi kiếp thứ nhất cũng đánh vào người Lục Yên Chi. Cùng lúc đó, Lục Yên Chi vung tay, pháp trượng vạn linh phát ra ánh sáng màu xanh biếc, đánh tan đạo lôi kiếp thứ nhất. Dương Bách Xuyên thấy vậy, rốt cuộc cũng yên tâm hơn nhiều. So với uy lực thiên kiếp cửu cửu của hắn thì trong mắt tên họ Dương nào đó, thiên kiếp lục cửu của Lục Yên Chi không hề có uy lực. Hắn lặng lặng đứng đằng xa quan sát, khi độ thiên kiếp không ai giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chấm. Một tháng sau, Lục Yên Chi thành công vượt qua thiên kiếp lục cửu. Mặc dù đạo lôi kiếp cuối cùng khiến nàng bị thương nặng, nhưng dù sao nàng cũng là độc thể ách nan trời sinh, có uy lực thủ đoạn không tầm thường, nên đã chống đỡ được lôi kiếp. Sau khi thiên kiếp tan đi, vết thương của Lục Yên Chi hồi phục ngay lập tức, đến cuối cùng thiên kiếp chắc chắn sẽ quay trở lại chữa khỏi vết thương cho người độ kiếp. Điều đáng mừng là mặc dù Lục Yên Chi không biến thái như Dương Bách Xuyên từ độ kiếp sơ kỳ đạt tới đại thừa, nhưng cảnh giới tu vi nhảy lên 2 cảnh giới nhỏ, đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Dương Bách Xuyên mới tiến vào rừng mộ đạo. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, Dương Bách Xuyên đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong khu thứ nhất của rừng mộ đạo, hắn xem một mạch từ đầu cho tới phi thăng cảnh. Ngoại trừ phi thăng cảnh mà tạm thời hắn chưa đạt đến ra, mỗi cảnh giới khác hắn đều có sự lý giải sâu sắc. Trong 10 năm, cảnh giới của Dương Bách Xuyên đã tăng vọt, cảnh giới đạt đến cấp bậc đại thừa hậu kỳ. Có thể nói là hắn nhận được ích lợi không nhỏ. Sau khi xem những điều tâm đắc trong tu luyện phi thăng cảnh, hắn cũng có suy nghĩ rõ ràng hơn về phương hướng tu luyện sau này. Mặc dù tu vi không tăng, nhưng tâm cảnh mở mang là điều đáng quý. Chỉ cần sau này hắn hấp thu linh khí trời đất, thì tu vi theo kịp không phải là vấn đề. Dương Bách Xuyên lĩnh ngộ suốt 10 năm mới tỉnh lại. Hắn không định vào khu thứ hai lĩnh ngộ pháp tắc, mà chuẩn bị ra ngoài xem thế nào. Chấm. Trong 10 năm, 300 đại yêu tôn vương có hơn 10 đại yêu đạt đến cấp bậc thiên yêu. Sớm nhất là Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu và Chuột Vương lần lượt đạt đến cấp bậc thiên yêu, ngoài ra còn một số tôn vương có thiên phú tốt cũng thành công bước vào thiên yêu trong mấy năm gần đây. Nói cách khác, hiện tại Vân Môn đã có nhân vật cấp bậc phi thăng cảnh, thật sự khiến Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn cả 300 đại yêu đều bước vào cấp bậc thiên yêu. Đương nhiên sau khi ra ngoài hắn mới biết bởi vì mình lĩnh ngộ trong rừng mộ đạo, nên đám tử hoàng vốn có thể tiến vào rừng mộ đạo đều không dám quấy rầy hắn. Bằng không, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng với tu vi của bọn họ, sẽ càng có nhiều đại yêu hơn nữa thăng cấp. Mặc dù đa số tâm đắc tu luyện được ghi chép trong rừng mộ đạo hướng tới đối tượng là người tu chân nhân tộc, nhưng cảm ngộ tu luyện mà sư phụ để lại là cảm ngộ về đại đạo, về trời đất, vì vậy yêu tộc xem cũng có ích. Sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên lập tức ra lệnh cho đám tử hoàng và Lục Yên Chi vào trong rừng ngộ đạo lĩnh ngộ, tu luyện. Chỉ có người được lợi vừa mới đi ra từ rừng ngộ đạo như hắn mới biết những lĩnh ngộ trong rừng ngộ đạo có lợi với tu sĩ nhường nào. Mặt khác, các đại yêu dưới cấp bậc tôn vương cũng có mấy tên bước vào cấp bậc tôn vương. Đối với Dương Bách Xuyên, đây là chuyện tốt. Nhưng có một điều khiến Dương Bách Xuyên hoang mang, đó là cho đến nay không có yêu tu nào có thiên kiếp. Theo lý thì yêu tu cũng có thiên kiếp, nhưng trong 10 năm qua, ngoài Lục Yên Chi ra, không có yêu tu nào có thiên kiếp.
sau này Tử Hoàng mới nói cho hắn biết chuyện này liên quan đến hoàn cảnh sống của bọn họ. Đám yêu tu này đều trời sinh đất dưỡng trong Thái Hoang Tinh Hải, mà nguồn gốc của Thái Hoang Tinh Hải là một bộ phận của yêu tộc trên tiên giới, vào kỷ nguyên thượng cổ đã tách ra khỏi tiên giới đến tu chân giới, tạo thành Thái Hoang Tinh Hải, có pháp tắc Thái Hoang khác với tu chân giới. Do đó, có thể nói các yêu tu sinh ra trong Thái Hoang như bọn họ có nguồn gốc từ tiên giới. Nói trắng ra là thân phận cao hơn sinh linh tu chân giới một bậc, vì vậy yêu tộc Thái Hoang không có thiên kiếp. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng đối với hắn thì đây là chuyện đáng mừng. Không có thiên kiếp tức là toàn bộ 5 vạn yêu tộc mà hắn mang từ Thái Hoang ra ngoài đều có thể sống, không bị vẫn lạc trong thiên kiếp. Hơn nữa, người ta có thân phận địa vị cao, chứng tỏ tiềm lực trong tương lai rất lớn. Các yêu tu này cấu thành quần thể vân môn tiên cảnh, nhất định sẽ để lại một nét bút huy hoàng tại tu chân giới. Thời gian tu luyện trăm năm mới chỉ qua 10 năm, vẫn còn 90 năm tu luyện, đủ cho 300 đại yêu tôn vương tiến hóa lên cấp bậc thiên yêu. Đối với yêu tu, Dương Bách Xuyên chỉ có 4 chữ, chăm chỉ tu luyện. Ngoài ra, còn có 3 ma vương khiến Dương Bách Xuyên đau đầu. Đó là Nghé con trồn và thú vân lôi quốc bảo. Những người khác trong vân môn tiên cảnh đều đang tu luyện, chỉ có 3 đứa này túm tụm lại với nhau, kiên quyết không chịu tu luyện, ngày nào cũng gây họa cho các đại yêu, làm cho các đại yêu trong vân môn tiên cảnh khổ không thể tả. Có thú vân lôi quốc bảo cầm đầu, ngay cả Tử Hoàng cũng không thắng nổi. Về sau Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, không ngờ quốc bảo lại là phi thăng cảnh đại viên mãn, là nhân vật cấp bậc thánh chủ ở tu chân giới. Không có đại yêu nào dám đánh, mà có đánh cũng không thắng. Cộng thêm con trồn và nghé con, 3 con gộp lại thành tổ hợp thần thú và dị thú thiên địa, quậy cho các đại yêu trong vân môn tiên cảnh sợ hãi. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe các đại yêu tố cáo xong, hắn chuẩn bị đi trừng trị 3 ma vương này. Thật ra Dương Bách Xuyên hơi nhức đầu về thú vân lôi quốc bảo, nó không giống nghé con trực tiếp bị hắn thu phục. Hơn nữa, thực lực tu vi của nó tương đương cấp bậc thánh chủ, nếu đánh. Khẳng định là đánh không lại. Đối với quốc bảo chỉ có thể dùng trí, không thể dùng vũ lực. Mặc dù Dương Bách Xuyên mới chỉ tiếp xúc với thú vân lôi quốc bảo một ngày, nhưng hắn có thể nhìn ra con dị thú cường đại này kỳ thực suy nghĩ rất ngây thơ, có thể lợi dụng điểm này. Kể từ ngày Dương Bách Xuyên thả 5 vạn yêu tu ra ngoài, thú vân lôi quốc bảo vui mừng khôn xiết, ngày nào nó cũng chơi với đám yêu thú, sau đó chơi với nghé con và con trồn, 3 đứa hợp lại tạo thành tai họa của vân môn tiên cảnh. Nguyên nhân chính là do thú vân lôi quốc bảo đã sống ở dãy núi vân lôi quá lâu, suốt mấy vạn năm nó đều sống ở đây, khắp vân môn tiên cảnh chỉ có một mình nó. Vì thế, khi thấy mấy vạn yêu tu xuất hiện, tất nhiên nó rất vui. Mà nó còn có tu vi cao cường, vậy nên càng không sợ gì hết. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do Dương Bách Xuyên cảm thấy còn có con trồn ở đây. Dương Bách Xuyên hiểu rõ tính tình con trồn, nó bị mình chiều hư rồi. Yêu tu dưới trướng không có một ai dám trêu chọc nó, thậm chí nghé con là thần thú cũng phải nhường nhịn con trồn. Càng như vậy càng khiến con trồn quen thói vênh váo, không sợ trời không sợ đất. Có thể tưởng tượng được thú vân lôi và nghé con đi theo con trồn nhất định sẽ lật tung trời. Chẳng trách một đám đại yêu oán khí tận trời. Ngay cả Tử Hoàng và Khổng Tước cũng tố cáo, nói là đạo tràng tu luyện của các nàng đã bị tụi nó phá tan bành. Sau khi Dương Bách Xuyên tìm hiểu tình hình, hắn sầm mặt phóng thần thức ra tìm con trồn, quốc bảo và nghé con. Khi nhìn thấy 3 đứa nó trong thần thức hắn, khóe môi Dương Bách Xuyên giật điên cuồng. Lúc này, trong thần thức hắn nhìn thấy 3 đứa nó đang vui vẻ đốt một đống lửa bên hàn đàm trong sơn cốc, trên giá nướng loại thịt lạ. Không biết tụi nó tìm đâu ra bàn đá ghế đá, trên mặt bàn bày đầy linh quả, linh tử. Hơn nữa, xung quanh còn có mười mấy nữ yêu tinh hóa thành hình người làm nha hoàn, mỗi người một nhiệm vụ. Người thì nướng đồ, người thì rót rượu, người thì nhảy múa. Cảnh tượng bậc này, hưởng thụ cỡ này, Dương Bách Xuyên nhìn mà hâm mộ. Trái tim như thắt lại, chẳng cần hỏi cũng biết kẻ có thể sắp xếp khung cảnh cỡ này chắc chắn là con trồn. Thú vân lôi quốc bảo đã sống ở dãy núi vạn lôi suốt mấy vạn năm chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nghé con cũng mới xuất thế không lâu, chỉ có con trồn đi theo hắn từ trái đất, từng thấy cảnh con người hưởng thụ. 3 đứa này nằm trên ghế đá lớn, vô cùng hưởng thụ.
Dương Bách Xuyên ngẫm lại bản thân. Kể từ khi tới tu chân giới, hắn luôn rơi vào hoàn cảnh không tốt, bị người ta đuổi giết, thần kinh luôn căng thẳng, bận rộn tu luyện, hoàn toàn không được hưởng thụ cuộc sống. Vậy mà bây giờ linh sủng của mình lại có nhã hứng như vậy, là do rảnh quá đây mà. Tên họ Dương nào đó nhìn thấy cảnh này, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Ghen tị á. Ghen tị lộ liễu luôn. Chủ nhân ta đây còn chưa được hưởng thụ như vậy, ấy thế mà các ngươi khá lắm, biết hưởng thụ ghê. Đây là cố ý chọc giận chủ nhân ta đây mà. Ta vốn định nhắc nhở các ngươi, nhưng thôi bỏ đi, bây giờ xem ra các ngươi quá rảnh, đã đến lúc phải tìm cho các ngươi ít việc làm rồi. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, hắn đã ở trong sơn cốc chỗ con trồn, nghé con và thú vân lôi quốc bảo, im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau ba đứa nó. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện, thú vân lôi quốc bảo và nghé con đang ngủ gà ngủ gật uống rượu là hai đứa phát hiện ra đầu tiên. Tụi nó ngoảnh đầu nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó con trồn cũng phát hiện ra Dương Bách Xuyên xuất hiện phía sau. Dương Bách Xuyên khá hài lòng về phản ứng của ba đứa. Từ điểm này có thể nhìn ra tu vi của chúng cao thấp thế nào. Thú vân lôi quốc bảo phát hiện ra hắn đầu tiên, tu vi cao nhất trong ba đứa. Nghé con là thần thú, xếp ngay phía sau, chỉ kém quốc bảo một chút xíu. Dương Bách Xuyên không đánh giá được thực lực tu vi của nghé con, nhưng vì nó là thần thú nên từ sau lần trước huyết mạch thăng cấp, có lẽ thực lực của nghé con không kém. Từ phản ứng ngày hôm nay có thể nhìn ra điều này. Tuy nhiên nó vẫn kém hơn thú vân lôi quốc bảo một chút, nhưng đây là chuyện bình thường. Mặc dù nghé con là thần thú kỳ lân, nhưng dù sao nó cũng mới thức tỉnh huyết mạch, có sự cảnh giác như vậy đã là tốt lắm rồi. Dương Bách Xuyên đoán thực lực của nghé con chắc là trên phi thăng cảnh. Còn con trồn thì rõ ràng là yếu hơn, song nó cũng cảm nhận được một đại thừa như Dương Bách Xuyên xuất hiện, chứng tỏ con trồn cũng không kém. Thật ra không có định nghĩa gì về tu vi của các loài dị thú thiên địa như thần thú kỳ lân, con trồn, quốc bảo. Thực lực mà chúng thể hiện ra được đánh giá dựa vào thần thông thiên phú. Có đôi khi chúng thi triển thần thông thiên phú vượt xa tưởng tượng. Sau khi ba tên tấu hề nhận ra người đến là Dương Bách Xuyên, chúng lập tức thả lỏng cảnh giác. Chít chít, con trồn vừa kêu chít chít reo hò vừa nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Gừ gừ. Quốc bảo cũng thấp giọng kêu, tỏ ý thân thiết khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Tham kiến chủ nhân, từ sau lần trước huyết mạch thức tỉnh, nghé con đã biết nói tiếng người. Nó há miệng phát ra giọng trẻ con lanh lành. Trong mắt Dương Bách Xuyên, thật ra ba tên tấu hề này giống như trẻ con vậy. Kể ra thì quốc bảo đã sống không biết mấy vạn năm, nhưng tính cách rất ngây thơ trong sáng. Dương Bách Xuyên vốn sầm mặt định mắng ba đứa này một phen. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ vui vẻ của chúng khi nhìn thấy mình, cuối cùng hắn không giận nổi. Dương Bách Xuyên còn chưa hoàn hồn đã bị ba tên tấu hề này kéo đến ghế đá ngồi xuống. Con trồn nâng móng vuốt đưa một linh quả đến bên miệng hắn. Thịnh tình khó từ chối, tên họ Dương nào đó ăn luôn. Quốc bảo đứng thẳng người, dùng hai móng múc míp bưng một chén linh tửu cho Dương Bách Xuyên. Nghé con xé một miếng thịt nướng to, đặt ở trước mặt Dương Bách Xuyên. Bên cạnh là các nữ yêu tinh hóa hình đồng loạt yểu điệu khom lưng hành lễ, bái kiến thánh chủ. Thôi bỏ đi, hắn vốn định nổi giận trách mắng, nhưng giờ không nói lên lời. Phải nói là viên đạn bọc đường rất hữu dụng, ba tên tấu hề cùng chơi chiêu này, cảm xúc ghen tị và tức giận trong lòng Dương Bách Xuyên đã vơi đi nhiều. Dương Bách Xuyên uống mấy chén linh tửu mới dừng lại, hắn nhìn linh quả, linh tửu và mật ong trên bàn. Biết ngay những thứ bầy đầy trên bàn này là đặc sản của một số tộc đại yêu, hiển nhiên là ba tên tấu hề này lừa gạt đe dọa chiếm đoạt. Bởi vì có rất nhiều thứ các yêu vương từng cống nạp cho Dương Bách Xuyên hồi ở thành Vạn Yêu, tất nhiên là quen thuộc. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vẫn sầm mặt nói, mấy thứ này ở đâu ra? Con trồn đảo mắt lia lịa, miệng kêu chít chít, nói là các đại yêu vương tặng. Nghe con ấp a ấp úng. Không dám nhìn vào mắt Dương Bách Xuyên. Thú vân lôi quốc bảo tỏ vẻ rừng rưng. Được rồi, ta còn không biết hả? Người ta đã tìm ta tố cáo rồi, các ngươi, bảo ta nói gì cho phải đây? Dương Bách Xuyên gần giọng nói, giọng điệu có phần đắc bất đắc dĩ. Con trồn và nghé con đều cúi đầu.
còn lén lút ngước đôi mắt to đáng yêu nhìn Dương Bách Xuyên khiến người ta yêu mến, không nỡ trách mắng chúng. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên thở dài nói, mặc dù hiện giờ chúng ta đã có vùng đất yên ổn này, nhưng kẻ địch của chúng ta rất mạnh. 5 vạn yêu chúng đang chăm chỉ tu luyện, chuẩn bị cho sau này chia sẻ gánh nặng với ta, kiến công lập nghiệp cho vân môn tiên cảnh. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi định ngày ngày sống trong mơ màng như thế hả? Giọng Dương Bách Xuyên không lớn, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Con trồn và nghé con nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, đầu càng cúi thấp hơn, giống như đứa trẻ mắc lỗi. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con trồn và nghé con, thú vân lôi quốc bảo cũng trở nên yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt to với quầng thâm đáng yêu nhìn Dương Bách Xuyên. Chít chít. Chủ nhân ơi, chúng ta biết lỗi rồi. Con trồn và nghé con nhận lỗi. Dương Bách Xuyên nhìn hai đứa nó nghiêm túc nhận lỗi, thở dài nói, biết lỗi thì tốt, tiếp theo ta sẽ phân công nhiệm vụ cho hai các ngươi có bằng lòng không? Chít chít, con trồn gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ý bằng lòng. Nghe con nói, xin chủ nhân hãy sai bảo. Tốt lắm, rừng Ngộ Đạo và Điện Thành Tiên là nơi cực kỳ quan trọng của vân môn tiên cảnh chúng ta. Hiện tại vân môn tiên cảnh có hơn 5 vạn yêu tu, sau này sẽ có thêm nhân tộc tiến vào, cho nên cần phải trông coi bảo vệ, không thể có bất cứ sơ suất nào. Từ hôm nay trở đi, con trồn trông coi Điện Thành Tiên, nghe con bảo vệ rừng Ngộ Đạo. Các ngươi có ý kiến gì không? Dương Bách Xuyên phân công nhiệm vụ cho hai đứa này, như vậy thì sau này tụi nó sẽ không gây chuyện với yêu tu khác nữa, bản thân cũng trưởng thành hơn. Chít chít chít. Tuân lệnh chủ nhân. Con trồn và nghé con không phản đối, mà thật ra là không dám phản đối. Dương Bách Xuyên nghiêm mặt, tụi nó không dám ho he gì. Gừ gừ gừ. Lúc này, thú vân lôi quốc bảo cũng thấp giọng kêu. Tạm thời Dương Bách Xuyên chưa quen với thú vân lôi, không biết quốc bảo kêu gừ gừ với hắn là có ý gì. Hắn còn tưởng quốc bảo bất bình thay con trồn và nghé con, sắc mặt lập tức xa sầm. Nghé con thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên có gì đó sai sai, vội vàng nói, chủ nhân đừng hiểu lầm, quốc bảo nói là hắn cũng có thể giúp đỡ. 3 vấn đề của vân môn đã được giải quyết, Dương Bách Xuyên thở phào một hơi. Vốn dĩ hắn cho rằng quốc bảo thú vân lôi là khó đối phó nhất, cũng từng nghĩ đến việc dụ quốc bảo dùng nước sinh mệnh để hắn có thể khống chế nếu nó không vâng lời. Không ngờ sau khi sắp xếp xong cho trồn nhi và nghé con, quốc bảo thú vân lôi lại chủ động đề nghị Dương Bách Xuyên bố trí cho nó làm việc. Thật ra sau khi nhìn thấy trồn nhi và nghé con đều có việc để làm, trong lòng quốc bảo cảm thấy không công bằng. Sau khi nghé con phiên dịch lại ý của quốc bảo, Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Hắn biết bởi vì trên người hắn có hơi thở của lão đầu nên thú vân lôi mới thích mình, hơn nữa bản tính đơn thuần, không hề có ý đồ xấu. Điều này lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Dương Bách Xuyên không cần dùng tới nước sinh mệnh để khống chế, dù sao thì trong lòng Dương Bách Xuyên, những linh thú, yêu thú được thu phục bằng nước sinh mệnh sẽ có khác biệt. Hắn thích đối phương chủ động theo mình. Điều này chứng minh Dương Bách Xuyên hắn có sức hấp dẫn, đúng không? Quốc bảo thú vân lôi chủ động khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, cuối cùng hắn giao cho quốc bảo thú vân lôi một nhiệm vụ tượng trưng, bảo vệ kết giới lôi điện, canh giữ cửa vào vân môn tiên cảnh. Thật ra không cần Dương Bách Xuyên dặn dò thì thú vân lôi cũng sẽ canh giữ cả dãy núi vân lôi. Nhưng Dương Bách Xuyên giao việc, đối với thú vân lôi mà nói chính là được công nhận, vì vậy nó rất vui vẻ. Giải quyết xong 3 vấn đề của 3 báu vật sống, vân môn tiên cảnh xem như đã bình yên. Dương Bách Xuyên cũng tìm Chuột Vương hỏi một số chuyện liên quan tới việc đào thông tinh thần môn, câu trả lời của Chuột Vương là, nhất định sẽ thông trong vòng 3 tháng. Tin tức này làm Dương Bách Xuyên rất phấn chấn, 3 tháng cũng nhanh, hắn không gây áp lực cho Chuột Vương, chỉ cần chờ là được. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên chuẩn bị xuất khiếu nguyên thần, đưa lão đầu đi gặp Đại sư huynh Vân Trường Sinh, kỳ hạn 10 năm mà lão đầu định ra đã tới. Dương Bách Xuyên không phải chưa từng nghĩ tới việc đào một thông đạo để đi gặp Đại sư Huynh, nhưng tinh lực của Chuột Vương đều đang tập trung lên tinh thần môn, bây giờ muốn đào thêm một đường mới thì phải phân thành 2 đội, tiến độ cũng sẽ chậm đi. So sánh với Đại sư Huynh, đương nhiên là Dương Bách Xuyên quan tâm tới tinh thần môn hơn, dù sao hắn đã sắp xếp người của Vân Môn ở Sơn Hải Giới ở kết ấn tinh thần môn năm đó,
hiện tại đã hơn 100 năm, có lẽ người thân bạn bè Vân Môn ở Sơn Hải giới nhất định sẽ tới. Hắn cũng rất nhớ bọn họ. Gặp mặt đại sư huynh, lão đầu nói xuất khiếu nguyên thần đi cũng được. Sau khi tiên cung mở, đám tử hoàng và các đại yêu tu luyện ở bên trong, Dương Bách Xuyên bước vào thiền điện, chuẩn bị xuất khiếu nguyên thần tới gặp đại sư huynh Vân Trường Sinh. Ngồi xếp bằng, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ gọi, lão đầu, con chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong thì đi thôi, Dương Bách Xuyên tùy ý đáp. Ặc, người không cần chuẩn bị gì sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Có gì đâu mà cần chuẩn bị, vì sư phân ra một tia thần thức bám vào nguyên thần của con là được. Nhớ kỹ, với tu vi hiện tại của con thì nguyên thần không được xuất quá 7 ngày, trong vòng 7 ngày thì nguyên thần bắt buộc phải quay về, nếu không thì sẽ không về được nữa. Vân Thiên Tà dặn dò. Dương Bách Xuyên, có 7 ngày thôi. Vân Thiên Tà nói, thằng nhóc thối, 7 ngày là không ngắn rồi, nếu như không có tu vi đại thừa, nguyên thần không được rời khỏi cơ thể quá nghìn dặm, sau khi đạt tới đại thừa thì không bị giới hạn khoảng cách nữa. Bất cứ sự vật nào đều có lợi và hại, bây giờ nguyên thần của con xuất khiếu không bị hạn chế khoảng cách, nhưng lại giới hạn thời gian, nếu không thì có mà loạn, yên tâm đi, 7 ngày là đủ rồi, nguyên thần xuất khiếu 10 vạn dặm chỉ trong chớp mắt, nơi nào cũng có thể đi, bảo đảm thân xác không xảy ra chuyện thì chỉ cần 7 ngày là đủ. Rồi rồi rồi, người nói thế nào thì thế ấy đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên xuất khiếu nguyên thần, sau đó bay ra khỏi ý thức hải. Nguyên thần trực tiếp ra khỏi thiền điện, bay lên trời xanh. Sau đó dưới sự hướng dẫn của lão đầu, hắn vòng qua sấm sét rồi bay ra ngoài. Đại trận sấm sét thượng cổ của dãy núi Vân Lôi không giống những trận pháp bình thường, cho dù là nguyên thần thì đều bị ảnh hưởng, thế nên khi ra ngoài hắn phải mất một ngày, đó là với trạng thái nguyên thần, nếu là thân xác thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể ra khỏi núi Vân Lôi. Sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên hỏi, lão đầu, đột nhiên con nhớ ra, không biết điện Trường Sinh ở đâu. Đi về phía bắc, vi sư chỉ đường cho con. Vân Thiên Tà đáp. Hai sư đồ xuất khiếu nguyên thần phi hành, chớp mắt đã đi được mấy vạn dặm. Lúc ra ngoài, Dương Bách Xuyên cảm nhận được có ít nhất 10 khí tức cường đại ở bên ngoài dãy núi Vân Lôi, hắn biết đó là cường giả của ngũ đại thánh địa. Có lẽ là vạn linh thánh mẫu đoán hắn sẽ không chết ở dãy núi Vân Lôi nên đã phái cao thủ tới đây. Nhưng mà lúc này hắn đang ở trạng thái xuất khiếu, bọn họ sẽ không dễ dàng phát hiện, bản thân hắn cũng phải cẩn thận hơn, tránh thoát được sự theo dõi của cường giả. Sau khi rời khỏi dãy núi Vân Lôi mấy vạn dặm, Dương Bách Xuyên mới dùng ý niệm để gia tăng tốc độ. Chỉ trong chớp mắt đã đi xa được 10 vạn dặm, so với dịch chuyển tức thời còn nhanh hơn. 3 tiếng sau, lão đầu lên tiếng, tới rồi, xuống đi. Dương Bách Xuyên cung không biết nguyên thần của mình đã bay được bao xa, chạm vạn dặm hay là hơn 1000 vạn dặm, dù sao thì chỉ cần một suy nghĩ hắn đã đi được ít nhất mấy vạn dặm, nhiều thì hơn 10 vạn dặm. Nghe lão đầu nói tới nơi rồi, hắn mới dừng lại. Lúc này, linh thức nhìn xuống dưới, hắn phát hiện một ngọn núi nhưng lại không thấy bất cứ công trình kiến trúc nào. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao thì điện Trường Sinh của đại sư huynh cũng là thánh địa một phương. Chắc chắn sẽ có trận pháp bảo vệ không thể nhìn thấy được. Nguyên thần đáp xuống, đứng trên đỉnh núi. Nhìn dãy núi rộng lớn bị mây mù bao phủ, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, lão đầu, rốt cuộc điện Trường Sinh nằm ở đâu? Đừng tìm nữa, bất cứ thánh địa nào đều sẽ có kết giới không gian, điện Trường Sinh của sư huynh con nằm ở một nơi trong càn khôn, không thể nhìn thấy, đợi vi sư truyền tin cho đại sư huynh con thì nó sẽ tới. Dứt lời. Dương Bách Xuyên cảm thấy nguyên thân run lên, một cỗ sức mạnh thần hồn bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên cảm giác như tiêu tán giữa đất trời, cũng không biết lão đầu dùng bí pháp gì, có lẽ là cách liên hệ đặc biệt của sư phụ và đại sư huynh. Chẳng biết làm gì khác ngoài việc đợi đại sư huynh tới. Chấm. Ở một nơi giữa đất trời, điện Trường Sinh. Vân Trường Sinh vẫn sống một mình trên đỉnh núi với 3 gian nhà tranh, một mình ngồi câu cá trong hồ. Nhưng tâm trí lại bay tới 9 tầng mây xanh. Hắn đang nghĩ xem, sau khi tiểu sư đệ bị ép tiến vào dãy núi Vân Lôi, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Ngày đó đại chiến giữa thánh chủ bọn họ tuy rằng không náo động tới mức long trời lở đất,
nhưng vẫn là cuộc chiến khốc liệt nhất là sau khi Vạn Linh Thánh Mẫu đuổi ép Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vân Lôi, hắn lại càng chém giết không màng tới hậu quả, điều cả thập đại trưởng lão tham chiến cùng. Những thánh chỉ có thù oán với tiểu sư đệ cũng điều động binh tướng, cuối cùng trở thành trận chiến giữa các thánh địa, cuộc chiến nổ ra. Diệu tiên của Thông Tiên Cung tức giận, mặc dù không mời tiên nhân hạ phàm nhưng vẫn cho mời lão tổ tán tiên ngũ giai đang tỏa trấn Thông Thiên Cung tới, mới có thể bình ổn đại chiến. Tán tiến tứ giai cung không thể nào so với cấp bậc tiên nhân chân chính, đối với tu chân giả mà nói thì tán tiên ngũ giai có pháp lực thông thiên, đám thánh chủ bọn họ cũng chỉ là phi thăng đại viên mãn mà thôi, sao có thể là đối thủ của tán tiên ngũ giai, huống chi bọn họ cũng không dám ra tay với vị lão tổ tỏa trấn Thông Thiên Cung kia. Mặc dù căm hận đám thánh chủ Vạn Linh Thánh Mẫu nhưng lão tổ Thông Thiên Cung ra mặt, Vân Trường Sinh cũng chỉ có thể nhịn, cuối cùng thì ai về nhà nấy. Đương nhiên không phải hắn không đi tìm Dương Bách Xuyên, chỉ là với tu vi của hắn thì không thể nào lại gần trung tâm ở sâu bên trong dãy núi Vân Lôi, Vân Trường Sinh cũng không phát hiện ra dấu vết của Dương Bách Xuyên ở những nơi khác. Phán đoán dựa trên điểm này, Vân Trường Sinh đoán có lẽ tiểu sư đệ đã vào sâu bên trong dãy núi Vân Lôi. Dù sao thì đệ ấy vẫn chưa chết, hắn tin là một người có thể độ qua thiên kiếp cửu cửu thì sẽ không dễ dàng chết như vậy được. Hơn nữa hắn tin tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên không xảy ra chuyện, càng tin vào sư tôn Vân Thiên Tà, trong lòng Vân Trường Sinh, Vân Thiên Tà giống như một vị thần, nếu như Dương Bách Xuyên đã là đệ tử mà sư phụ thu nhận thì chắc chắn sẽ có cách bảo toàn tính mạng cho đệ ấy. Trong đầu Vân Trường Sinh đang nghĩ về tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên, nghĩ tới sư phụ Vân Thiên Tà. Nhìn mặt hồ tới ngơ ngẩn, hắn tự lẩm bẩm, sư tôn, rốt cuộc người đang ở đâu? Mấy nghìn năm trước, tiên giới truyền tin tới nói người đã bỏ mạng ở tiên giới, nhị sư đệ và tiểu sư muội đều không tin, cả hai đều phi thăng lên tiên giới để tìm tung tích của người. Còn ở lại tu chân giới đến bây giờ, áp chế tu vi không dám phi thăng là để đợi người, đợi có một ngày người sẽ xuất hiện ở tu chân giới. Vì đợi tin của người, con mới không dám mở áp chế sức mạnh. Lúc mụ già Vạn Linh Thánh Mẫu bắt nạt tiểu sư đệ, con đã muốn đập bà ta một phát chết tươi, nhưng con không dám mở áp chế, một khi mở ra thì con bắt buộc phải phi thăng. Vân Trường Sinh ngồi lẩm bẩm, đột nhiên hắn cảm nhận được nguyên thần khẽ rung, trong không khí xuất hiện một ký hiệu thần hồn, gương mặt Vân Trường Sinh lập tức đỏ bừng, toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn kích động nói, sư tôn. Vừa nói, nguyên thần của Vân Trường Sinh đã xuất khiếu rời khỏi thân thể, bay vèo một cái ra ngoài. Vân Trường Sinh cảm nhận được ấn ký khơi thông nguyên thần đặc biệt giữa mình và Vân Thiên Tà, hắn biết sư tôn đã xuất hiện rồi. Mang theo tâm trạng vô cùng kích động, Vân Trường Sinh lập tức xuất khiếu nguyên thần đi theo ấn ký của sư tôn Vân Thiên Tà. Hắn biết sư tôn đang ở gần điện Trường Sinh. Lão đầu nói sư huynh sẽ sớm tới đây, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đợi. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được trời đất xung quanh như bị bóp méo, nhìn kỹ lại thì thấy sư huynh Vân Trường Sinh cũng đang trong trạng thái nguyên thần, xuất hiện cách hắn 10 mét, gương mặt run rẩy vì kích động. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khí thế tỏa ra từ nguyên thần cường đại khiến nguyên thần của Dương Bách Xuyên không khỏi run lên, trong lòng thầm nghĩ, tu vi của đại sư huynh cao quá, nguyên thần mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Đầu nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đang chuẩn bị khom người hành lễ. Gọi một tiếng đại sư huynh, không ngờ đại sư huynh Vân Trường Sinh đang đứng cách đó 10 mét đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên quính lên, đây không phải là tổn thọ hắn sao? Nào có sư huynh lại quỳ sư đệ, có quỳ thì cũng là tiểu sư đệ quỳ xuống trước đại sư huynh mới phải. Sư tôn là người sao? Vân Trường Sinh xúc động nói, lúc này Dương Bách Xuyên mới phản ứng kịp. Hóa ra sư huynh đã sớm phát hiện sư tôn đang ở trên người hắn, cái quỷ này là cho lão đầu chứ không phải cho tiểu sư đệ hắn. Ôi đồ nhi đứng lên đi, là vi sư, giọng Vân Thiên Tà cũng mang theo chút than thở. Lúc này, Dương Bách Xuyên giọng lão đầu vang lên, không phải trong đầu hắn mà là nói bằng giọng mà cả ba người đều có thể nghe thấy, nhưng sư phụ cũng không hiện nguyên thần ra. Dương Bách Xuyên biết. Thần hồn của lão đầu không thể rời khỏi nguyên thần của hắn nên không thể hiện ra được. Sư tôn nức. Ngay sau đó, đường đường là thánh chủ một phương nhưng Vân Trường Sinh lại kêu lên một tiếng sư tôn rồi òa khóc giống như một đứa trẻ. Mặc dù không biết trước kia quan hệ giữa đại sư huynh và lão đầu như thế nào, nhưng nhìn đại sư huynh xúc động khóc lớn,
Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, quan hệ hai người rất thân thiết. Dương Bách Xuyên thấy nguyên thần của mình đang run nhẹ, rõ ràng là lão đầu cũng không bình tĩnh, dù sao thì sư đồ gặp được nhau quả thật là không dễ dàng. Lão đầu không biết vì sao sau khi chết thì tàn hồn chui vào trong bình càn khôn rồi rơi xuống trái đất, năm đó nếu hắn không đi công viên, chó lông vàng của Triệu Nam không bị đuối nước, hắn không xuống nước để cứu chó thì cũng sẽ không phát hiện ra bình càn khôn, có lẽ lão đầu vẫn đang mắc kẹt bên trong bình càn khôn vây trong đám rong bèo ở công viên, không nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu như hắn không phát hiện, e là lão đầu sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Thế nên, hôm nay thầy trò gặp nhau là điều vô cùng đáng quý. Khó trách lão đầu cũng không bình tĩnh. Một lúc sau mới nghe lão đầu trầm giọng trách mắng, được rồi, đừng có gào nữa. Ta cũng đâu phải chết rồi. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất khóc cái gì mà khóc. Vân Trường Sinh nghe lão đầu giống thì mới ngừng khóc, hắn đứng dậy, sư tôn. Hơn vạn năm trước mất đi liên lạc với người, bên phía đảo Tán Tiên cũng không truyền tin tới, thế nên con mới tới Tán Tiên đảo xem thử, kết quả nhận được tin sư tôn bỏ mạng ở tiên giới. Con và sư đệ, sư muội đều không tin, hơn 6.000 năm trước, nhị đệ và tiểu sư muội đã phi thăng lên tiên giới để tìm người, con ở lại tu chân giới đợi tin tức, đã mấy nghìn năm trôi qua, sư tôn, đệ tử rất nhớ người. Lúc này, Dương Bách Xuyên không lên tiếng. Chỉ làm người đứng xem, nghe sư huynh và lão đầu tâm sự tình thầy trò, dần dần hiểu ra một số chuyện. Về việc lão đầu rơi xuống rồi tàn hồn tiến vào bình càn khôn, thật ra hắn cũng rất muốn biết, bây giờ sư huynh nhắc tới, hắn vểnh lỗ tai chuẩn bị nghe. Lão đầu thở dài một tiếng, sự tình năm đó của vi sư không phải là chuyện mà các con có thể xen vào, hai sư đồ ta còn có thể gặp lại cũng là nhờ có tiểu sư đệ của con. Nếu không có thằng bé, sợ là cả đời này chúng ta cũng không thể. Vân Thiên Tà sụt sịt, dừng một lúc rồi hỏi, còn tội gì mà phải áp chế tu vi không phi thăng thế này đi, con phi thăng, đi tiên giới tìm sư đệ tinh thần tử và sư muội tử hà, chớ để hai đứa nó nghe ngóng chuyện cú sư phụ nữa, tránh dẫn họa vào thân. Ngoài ra vi sư còn có một việc muốn giao cho con, sau khi tới tiên giới, đi giúp vi sư làm việc. Lão đầu còn chưa nói xong thì Vân Trường Sinh đã ngắt lời, nhưng tình huống hiện tại của người. Con vẫn nên ở lại đây phụng dưỡng người thì hơn. Dương Bách Xuyên biết, đại sư huynh cũng nhìn ra trạng thái hiện tại của sư phụ là tàn hồn, huynh ấy rất quan tâm, không muốn rời xa lão đầu. Vân Thiên Tà đáp, không cần lo lắng cho vi sư, hiện tại vi sư chỉ là tàn hồn nhưng có tiểu sư đệ của con bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu sư đệ đã đắc tội với ngũ đại thánh địa, con sợ. Vân Trường Sinh không nói hết nhưng ý tứ rất rõ ràng, kẻ địch của Dương Bách Xuyên ở tu chân giới quá mạnh, chỉ thiếu nói thẳng ra là sư đệ không bảo vệ được. Ha ha, chuyện này không phải lo, mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, sư đệ con có thể đối phó được, nếu đồ đệ của Vân Thiên Tà ta không đối phó được đám thánh chủ của tu chân giới, vậy chẳng phải chuyện cười hay sao? Tiểu tử con phi thăng lên tiên giới là được. Đi giúp vi sư làm chút chuyện, thầy cho ta gặp nhau ở tiên giới, nhưng mà phải nhớ kỹ một, tới tiên giới chớ nhắc tới tên vi sư, để tránh gây phiền toái không cần thiết cho các con và tiểu sư đệ. Có vài người ở tiên giới cho rằng vi sư hồn bay phách lạc từ vạn năm trước, nếu biết vi sư còn thoi thóp thì sẽ gây rắc rối cho các con. Vân Thiên Tà cười lạnh. Vậy đệ tử tuân mệnh, Vân Trường Sinh nghe Vân Thiên Tà nói như vậy thì cũng không kiên trì nữa. À, hơn lúc trước vi sư truyền cho con chiêu thần thông số 12 của, lên tiên giới gặp được sư đệ sư muội thì cũng thay vi sư truyền thụ lại cho bọn họ, cũng xem như thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Năm đó, sau khi sáng tạo ra chiêu thần thông số 12 cũng chưa kịp truyền lại cho họ, còn việc mà vi sư muốn giao cho con làm. Vân Thiên Tà đang nói thì Dương Bách Xuyên cảm thấy không ổn, hắn cảm giác nguyên thần rung lên, ý thức rơi vào hỗn loạn, vào giây phút cuối cùng. Hắn chỉ nhìn thấy Vân Trường Sinh tiến lên, hơn nữa nguyên thần của hắn đã bị Vân Thiên Tà chiếm lấy rồi giơ tay điểm trên trán đại sư huynh Vân Trường Sinh. Sau đó, Dương Bách Xuyên cái gì cũng không biết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ý thức của Dương Bách Xuyên đã khôi phục lại như bình thường, hắn nhìn thấy sư huynh đứng ở một bên, mỉm cười nhìn hắn. Dương Bách Xuyên biết lão đầu đã truyền thụ xong cho đại sư huynh. Đại sư huynh! Dương Bách Xuyên lên tiếng gọi. Tiểu sư đệ, hôm nay sư huynh sẽ phi thăng tiên giới,
Điện Trường Sinh sẽ do một đệ tử của ta tiếp nhận, sau này nếu có chuyện đệ có thể tìm hắn bất cứ lúc nào, cho dù là núi đao biển lửa thì Điện Trường Sinh cũng không tiếc. Đây là phương thức để tiến vào Điện Trường Sinh, còn có một số tin tức về thánh địa khác, hiện tại sư huynh truyền thụ cho đệ, sau này làm gì cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Vân Trường Sinh vừa nói vừa giơ tay chạm vào mi tâm Dương Bách Xuyên, ngay lập tức một lượng lớn tin tức tiến vào nguyên thần của hắn. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, rất nhiều tin tức, bên trong có tin tức về những thánh địa khác, điều này rất quan trọng cho cuộc chiến sau này. Hắn cũng không xem ngay mà cúi đầu cảm tạ Vân Trường Sinh, đa tạ đại sư huynh. Huynh đệ ta không cần khách khí, chuyện của sư tôn, công lao của đệ lớn nhất, sư đệ vất vả rồi. Vừa nói, Vân Trường Sinh vừa khom người cảm ơn Dương Bách Xuyên. Được rồi, cũng đã đến lúc, nên về thôi, hai tên đàn ông mà lề mề, còn ra thể thống gì nữa. Vân Thiên Tà lên tiếng cắt đứt màn khách sáo giữa hai người. Ặc nhanh vậy sao? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, thật ra hắn còn muốn hỏi đại sư huynh một số chuyện ở tu chân giới. Nguyên thần của đệ đã xuất khiếu 5 ngày rồi, nếu không trở về trong 2 ngày nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn, giờ còn nhanh nữa không? Vân Trường Sinh nói. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, hắn lớn tiếng, lão đầu chết tiệt, còn 2 ngày nữa. Sao người không gọi con dậy sớm một chút, nhanh đi thôi, nhanh nhe nhà, tạm biệt sư huynh. Cung tiễn sư tôn. Tạm biệt sư đệ, Vân Trường Sinh khom người hành lễ. Dương Bách Xuyên phất tay, nguyên thần nhanh chóng bay lên 9 tầng mây. Thời gian 2 ngày rất gấp gáp, tiến vào dãy núi Vân Lôi cũng mất nhiều thời gian, hắn vừa cấp tốc trở về vừa mắng lão đầu. Vân môn tiên cảnh, thiền điện Vân Lôi, thân thể Dương Bách Xuyên mở mắt ra. Phù! Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, lão đầu chết tiệt. Lần sau nếu có loại chuyện như thế này thì gọi con sớm lên có được không hả, mệt chết rồi, may mà cuối cùng cũng về kịp. Chuyện có gì đâu, nguyên thần của con cũng về rồi đó thôi, Vân Thiên Tà không thèm để ý. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nguyên thần xuất khiếu mà chạy xa tới vậy nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng có thể trở về an toàn âu cũng là chuyện tốt. Nhờ kinh nghiệm lần đầu ấy, những lần nguyên thần xuất khiếu kế tiếp có thể nói là ngựa quen đường cũ. Thuận lợi vô cùng. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi việc hoàn thành tâm nguyện của ông cụ, có thể giúp được ông, trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Chờ trạng thái tinh thần của bản thân ổn định lại, Dương Bách Xuyên bỗng nghĩ đến một vấn đề. Ông cụ sai đại sư huynh tới tiên giới làm chút chuyện, chẳng biết là việc gì mà cuối cùng, nguyên thần của anh ấy lại bị ông cụ tiếp nhận, không biết lúc đó ông cụ đã nói gì với đại sư huynh nữa. Có điều, cùng là đồ đệ như nhau, tất nhiên hắn cũng muốn giúp ông cụ làm chút chuyện. Trước kia là do tu vi của hắn không đủ, giờ tốt xấu gì cũng là đại thừa sơ kỳ rồi, hắn tự cảm thấy tu vi của mình cũng không tệ lắm. Hình như lúc đầu hắn từng hứa sẽ đúc lại tiên thể cho ông cụ. Vào cái năm hắn và ông cụ gặp nhau lần đầu ấy, ông cụ từng nói đợi sau này tới được tu chân giới rồi sẽ để hắn giúp mình đúc lại thân thể tán tiên. Hồi trước Dương Bách Xuyên cho rằng chuyện này rất khó hoàn thành, nhưng hiện tại, hắn muốn giúp ông cụ đúc lại tiên thể. Nghĩ tới đây, hắn không kiềm được mà hỏi, sư phụ à, bây giờ con có thể giúp người đúc lại thân thể tán tiên không? Nghe vậy, Vân Thiên Tà bật cười thành tiếng, đáp, xem ra thằng nhóc thối nhà con còn có lương tâm, biết nghĩ đến vi sư, vì vi sư đúc lại tiên thể, vi sư thật sự rất vui. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, lão già chết tiệt này. Con quên chuyện đó khi nào chứ? Chẳng qua là do trước kia chưa đến được tu chân giới, lúc tới nơi thì tu vi lại không đủ, hiện tại con nghĩ ít nhiều gì tu vi cũng đã đến đại thừa, có lẽ đã đủ khả năng giúp người làm chút chuyện, không phải sao? Vân Thiên Tà hạnh phúc lắm, vừa cười vừa bảo quả nhiên không uổng công ông yêu thương đồ đệ. Sau đó, ông lại nói, vi sư là tán tiên chí tôn, muốn đúc lại thân thể tán tiên cho vi sư không phải chuyện dễ dàng, đơn giản như con nghĩ đâu. Có lòng là được rồi, chứ hiện tại tu vi của thằng nhóc nhà con vẫn còn kém một bước, đợi khi nào con lên được phi thăng cảnh rồi hãy nghĩ đến chuyện đó ha. Ủa lão già chết tiệt, không phải lúc đó người bảo đợi con tới được tu chân giới là có thể giúp người sao, giờ con đã đến nơi rồi, cũng đã cày tu vi lên được đại thừa, cả tu chân giới, số người có tu vi đại thừa không quá nhiều, đúng không? Thế mà người lại bảo tu vi hiện tại của con vẫn chưa đủ là sao ạ?
Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà mở miệng đáp, con còn nhớ lần trước, khi gặp lại đại sư huynh, nó từng nhắc tới một nơi gọi là đảo Tản Tiên không? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ một hồi, hình như đại sư huynh từng đề cập tới cái đảo Tản Tiên này thật, có điều khi đó hắn không nghĩ nhiều, giờ nghe ông cụ hỏi vậy, hẳn đảo Tản Tiên này có liên quan đến chuyện đúc lại tiên thể cho ông nhỉ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không hiểu, bèn hỏi, chuyện đúc lại tiên thể cho người có liên quan gì đến đảo Tản Tiên đó? Vân Thiên Tà, không phải có liên quan, mà là quan hệ mật thiết, muốn đúc lại tiên thể cho vi sư sẽ cần tới vô số thiên tài địa bảo, mà trên đảo Tản Tiên lại có một đạo quán, nơi vi sư thường ở, và trong đó có cất giấu vài thứ cần dùng để đúc lại tiên thể. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên vội vàng tiếp lời, thế chờ chuột vương đào xong đường hầm, con sẽ chạy tới đảo Tản Tiên lấy đồ về giúp sư phụ đúc lại tiên thể trước. Vân Thiên Tà cười trừ, bảo, chuyện nào có đơn giản như vậy, để vi sư kể cho con nghe chuyện của đảo Tản Tiên nhé. Nghe ông cụ nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức nhận ra hình như đằng sau chuyện này vẫn còn nguyên nhân sâu xa gì đó. Thế nên hắn không cắt ngang, ngoan ngoãn đợi ông cụ nói tiếp. Quả nhiên, ông cụ mở miệng, đảo Tản Tiên là một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, có thể nói nó đã tự cô lập, tạo thành một thế giới riêng, muốn đặt chân lên đảo, tu vi ít nhất phải tới phi thăng cảnh, chứ thấp hơn thì đừng mơ tới được nơi đó. Như tên gọi của mình, đảo Tản Tiên là địa điểm để các Tản Tiên họp mặt, ở đó cũng có một số tu chân giả phi thăng cảnh, nhưng sẽ không nhiều bằng Tản Tiên, vì đảo Tản Tiên chỉ cho phép Tản Tiên tiến vào, còn tu chân giả thì ít nhất phải đạt tới phi thăng cảnh. Thế nên với tu vi hiện tại của con vẫn chưa vào được đảo Tản Tiên đâu, phải đợi tới khi thăng cấp lên phi thăng cảnh mới được, chỉ cần vào được đó là con có thể đúc lại tiên thể cho vi sư ngay. Không cần gấp gáp làm gì, dù sao vi sư cũng đã chờ rất nhiều năm, đảo Tản Tiên cũng chẳng mọc chân chạy được, chỉ cần thằng nhóc nhà con cố gắng nâng cao tu vi đến phi thăng cảnh là xong. Đảo Tản Tiên này tọa lạc ở đâu mà vừa thần bí, vừa trâu bò như vậy thế? Dương Bách Xuyên không nén nổi sự tò mò. Đảo Tản Tiên nằm giữa tu chân giới và tiên giới, trong một khoảng không xen giữa bức tường ngăn cách hai giới, chỉ có Tản Tiên cũng như tu chân giả đạt tới phi thăng cảnh mới có thể cảm ứng được nó. Nghe đồn, đảo Tản Tiên là một ngọn núi tiên rớt từ tiên giới xuống, nguồn gốc của nó cũng tựa Thái Hoang, điểm khác biệt nằm ở chỗ, Thái Hoang tinh hải và tu chân giới nối liền với nhau. Còn nơi đảo Tản Tiên tọa lạc lại là trong khoảng không giữa tu chân giới và tiên giới. Vân Thiên Tà trả lời. Nghe tới đây, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên thốt lên, vậy chẳng phải tu chân giả có thể tiến vào tiên giới thông qua đảo Tản Tiên sao? Vân Thiên Tà đáp, thằng nhóc nhà con bớt nghĩ lung tung lại đi, không có chuyện đó đâu, dù là tu chân giả hay Tản Tiên thì cũng như nhau, muốn tới được tiên giới chỉ có đúng hai phương pháp. Một là thông qua ánh quang tiếp dẫn để phi thăng lên tiên giới, hai là thực lực mạnh đến mức có thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai giới, cưỡng chế xông vào tiên giới, nhưng phương pháp thứ hai có thể nói là bất khả thi, vì muốn phá vỡ bức tường đó thì tu vi ít nhất cũng phải là tiên nhân trung đẳng. Trước kia vi sư sống ở đảo Tản Tiên, nhưng thực lực khi đó của ta đã đủ để ung dung qua lại giữa tu chân giới và tiên giới mà không gặp bất cứ trở ngại nào, suy cho cùng thì điều kiện tiên quyết vẫn là thực lực. Những thứ khác chỉ là mây bay mà thôi. Nghe đến đây, Dương Bách Xuyên bỗng nảy sinh hứng thú với đảo Tản Tiên. Thể theo lời ông cụ thì đảo Tản Tiên chẳng khác nào một nơi có rất nhiều cao thủ tụ tập. Tuy không có yêu cần hay hạn chế gì với Tản Tiên, thậm chí người mới chuyển thành Tản Tiên cũng có thể đặt chân lên đảo, nhưng với tu chân giả thì ít nhất phải có tu vi ở phi thăng cảnh mới vào được. Hơn nữa đó còn là cả một ngọn núi tiên. Chậc. Xem ra chỉ có thể hẹn lần sau, con còn tưởng ở tu chân giới, cửu đại thánh địa đã là thế lực siêu nhiên rồi, nhưng nếu dựa theo lời người thì xem ra đảo Tản Tiên mới thật sự là nơi trên cả siêu nhiên sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà đáp, thằng nhóc nhà con hãy nhớ kỹ đây, chỉ cần là thế giới có sinh linh tu luyện, tương lai dù có đi tới đâu cũng chớ xem thường họ, vì trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Mà nói đi cũng phải nói lại. Đúng là ta có thể đảo Tản Tiên như một nơi trên cả siêu nhiên, nhưng về cơ bản, nó sẽ không nhúng tay vào chuyện của tu chân giới, vì có thể đặt chân đến đó đều có tính giác ngộ cực cao, luôn xem tu luyện là chuyện quan trọng nhất. Ở tu chân giới, sở dĩ cửu đại thánh địa được gọi là thánh địa, là do sở hữu nhiều cao thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ vô địch tu chân giới, vi sư nói cho con hay,
trong tu chân giới, ngoài cửu đại thánh địa ra còn có tứ đại huyết mạch gia tộc, nghiêm túc thảo luận thì thực lực của họ không hề thua kém cửu đại thánh địa. Có điều tứ đại huyết mạch gia tộc rất điệu thấp, chỉ chuyên tâm theo đuổi đại đạo, chứ không để ý tới những cuộc tranh giành đấu đá nơi thế tục. Nếu bàn về lịch sử truyền thừa của tứ đại huyết mạch gia tộc thì người ta không hề kém cỏi hơn các thánh địa có từ xa xưa như Thông Thiên Cung đâu. Xét về phương diện nào đó, cửu đại thánh địa hoàn toàn không đủ tư cách đứng ngang hàng với tứ đại huyết mạch gia tộc, chỉ là người ta không thích tranh quyền đoạt lợi. Với họ, ẩn cư tu luyện mới là điều quan trọng hơn cả, bằng không e là ở tu chân giới này chẳng có chỗ cho cửu đại thánh địa đâu. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên bị dọa sợ ngây người. Huyết mạch gia tộc nào mà lại trâu bò quá vậy? Sao trước giờ con chưa từng nghe nói đến? Vân Thiên Tà đáp, đã nói cả tứ đại huyết mạch gia tộc đều sống rất điệu thấp, chẳng mấy khi lộ mặt mà, thế nên con chưa từng nghe nói đến là chuyện bình thường thôi. Mà hồi còn ở trái đất, Phi Sư đã từng nói qua cho con hay rồi đó, có còn nhớ con nhóc Mai Thi Dĩnh thuộc thần phượng huyết mạch không? Nhớ chứ à, chẳng lẽ ý sư phụ là thần phượng gia tộc chính là một trong tứ đại gia tộc sao? Dương Bách Xuyên kinh ngạc hỏi. Vân Thiên Tà hạ giọng đáp, đúng vậy, tứ đại huyết mạch gia tộc có lịch sử cực kỳ lâu đời, nghe đồn tổ tiên của họ là sự kết hợp giữa con người và thần thú, thế nên trong cơ thể con cháu đời sau sẽ ẩn chứa huyết mạch của thần thú. Gia tộc Thần Phượng, gia tộc Thanh Long, gia tộc Bạch Hổ và gia tộc Huyền Vũ đều là những gia tộc con người nhưng lại sở hữu huyết mạch thần thú. Một khi huyết mạch thức tỉnh, người đó sẽ nhận được thiên phú thần thông do thần thú truyền lại. Kết hợp với linh hồn con người trong cơ thể, khả năng sáng tạo công pháp thần thông của họ thật sự không thể khinh thường, sau này nếu may mắn gặp được hãy giao hảo với họ, nếu không thể thì ít nhất đừng trở mặt. Thông qua lời kể của ông, Dương Bách Xuyên lại có một cái nhìn mới về tu chân giới. Thực tế thì ở tu chân giới có tổng cộng 3 thế lực siêu nhiên lớn. Xếp hạng nhất tất nhiên là đảo tán tiên thần bí, hạng 2 là tứ đại huyết mạch gia tộc, và hạng 3 cửu đại thánh địa. Hai sư trò lại nói chuyện với nhau hồi lâu, mãi đến khi Dương Bách Xuyên hỏi lung tung nhiều quá khiến ông cụ thấy phiền, chửi cho một trận thì mới chịu im. Dương Bách Xuyên vốn định hỏi han kỹ càng xem phải làm thế nào mới có thể thật sự bay đến tinh hải, sau đó mới hỏi sang chuyện tìm kiếm trái đất, ai ngờ đâu ông cụ chê hắn nói nhiều, không chịu trả lời. Sau khi tức giận chửi thầm vài câu, hắn mới đứng dậy, bước ra khỏi điện thiên, chuẩn bị vào điện thành tiên tu luyện tiếp. Ai ngờ đâu vừa mới mở cửa, hắn đã trông thấy Chuột Vương đứng bên ngoài điện, xem ra là đang chờ mình ra cửa đây. Bẩm Thánh Chủ, Chuột Vương hành lễ. Dương Bách Xuyên cau mày, hỏi, sao không đi đào đường hầm đi, tới đây làm gì? Chuột Vương khom lưng, đáp, hồi bẩm Thánh Chủ, may là thuộc hạ không làm nhục mệnh, hôm qua, đường hầm nối thông tới tinh thần môn đã hoàn thành nên thuộc hạ mới chạy vội tới đâu báo lại cho ngài biết. Không phải lần trước bảo dự tính còn khoảng 3 tháng nữa hả, sao mới đó đã xong rồi? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi lại. Ban đầu, hắn cho Chuột Vương thời hạn 20 năm để đào thông một con đường dẫn từ dãy núi Vân Lôi đến tinh thần môn, thật không ngờ Chuột Vương chỉ dùng 10 năm đã hoàn thành xong. 7 ngày trước, từ ngộ đạo, hắn đã sửa lại thời gian xuất quan là 10 năm, khi đó Chuột Vương báo lại rằng tầm khoảng 3 tháng nữa mới xong, ai ngờ đâu mới 7 ngày đường hầm đã thông. Lại nghe Chuột Vương bẩm, thưa Thánh Chủ, thật ra vì để tiết kiệm thời gian, đường hầm chỉ đào tới rìa dãy núi tinh thần thôi ạ, do thấy Thánh Chủ có vẻ sốt ruột nên thuộc hạ đã tự tiện quyết định mà không báo lại, dù sao thì với Thánh Chủ mà nói, sau khi rời khỏi đường hầm, chỉ cần một suy nghĩ là có thể chạy tới nơi. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bảo, không thành vấn đề, tính ra dãy núi tinh thần còn tách biệt với các đại thánh địa hơn cả dãy núi Vân Lôi, đừng sợ, đi thôi. Dẫn ta đi xem thử nào. Vâng. Sau đó, Dương Bách Xuyên theo chân Chuột Vương đi tới trước một tảng đá lớn trên đỉnh núi ở Vân Môn Tiên Cảnh. Chuột Vương phất tay, tảng đá lập tức di chuyển, để lộ một đường hầm hướng xuống lòng đất. Chỉ trong 10 năm, 3.000 tộc nhân của tộc Chuột Ngũ Hành đã làm việc cật lực để đào ra được một đường hầm nối thông với dãy núi tinh thần, khoảng cách hơn 30 triệu dặm cuối cùng cũng bị cưỡng chế nối liền. Chắc ở tu chân giới này chỉ có mình tộc Chuột Ngũ Hành mới có thể làm được, Dương Bách Xuyên nghĩ. Họ bước vào đường hầm, men theo bậc thang hình xoắn ốc để đi xuống, đi mãi, tới tận độ sâu 10.000 thước mới dừng lại.
Theo lời Chuột Vương thì ở khu vực trung tâm bên dưới lòng đất của dãy núi Vân Lôi tồn tại một trận pháp ẩn chứa sức mạnh sấm sét cực kỳ lớn, vì không có cách nào xuyên thẳng qua khu vực đó nên cuối cùng chỉ đành đào sâu xuống dưới lòng đất tận 10.000 thước, nơi mà sức mạnh sấm sét đã yếu đi nhiều, thì mới có thể vượt qua được uy lực của trận pháp. Trên đường cũng có rất nhiều khu vực nguy hiểm cần Chuột Vương đào đường vòng, hoặc đi sâu xuống dưới mới tránh được, chính vì vậy mới tốn tận 10 năm, bằng không theo lời Chuột Vương thì 5 năm là quá đủ. Tóm lại thì đường đã thông, tới tận khi bước đi trên con đường nằm ở độ sâu tận 10.000 thước dưới lòng đất, tâm trạng Dương Bách Xuyên vẫn còn rất kích động. Cứ nghĩ tới lát nữa thôi sẽ được gặp lại Lâu Hải Đường, Ngô Mặc Thu, Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng, còn có Thương Vũ Tình và Thương Vũ Hoan ở tinh thần môn là hắn lại không kiềm nén nổi sự hân hoan trong lòng. Khoảng thời gian hắn tới tu chân cũng đã 100 năm, chẳng biết người thân bạn bè ở Sơn Hải giới tới được tu chân giới chưa nữa. Vừa đi, Dương Bách Xuyên vừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Vì là đường hầm dưới lòng đất chứ không phải trên mặt đất nên kích thước không quá rộng, dẫn tới tốc độ cũng tương đối chậm, phải mất chừng 10 ngày thì Dương Bách Xuyên và Chuột Vương mới đến được điểm cuối. Thánh chủ, chúng ta đến nơi rồi ạ. Chuột Vương dừng bước, báo. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một quảng trường rộng bằng sân bóng đá dưới lòng đất, và nơi đó đã tề tựu đầy đủ 3.000 tộc nhân của tộc Chuột Ngũ Hành. Lúc trông thấy Dương Bách Xuyên, cả đám đồng loạt quỳ một chân xuống, hô lớn, tham kiến thánh chủ. Đứng dậy đi, mọi người vất vả nhiều rồi. Đối diện với những tộc nhân tộc Chuột Ngũ Hành này, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất biết ơn, suốt 10 năm không ngủ không nghỉ nối thông một đường hầm dài tới vậy, công lao của họ là không thể bỏ qua. Nguyện vì thánh chủ máu chảy đầu rơi. 3.000 tộc nhân tộc Chuột Ngũ Hành đồng thanh trả lời, rền vang tựa sấm. Sau khi Chuột Vương thi pháp, một cánh cửa thông với mặt đất hiện ra, Dương Bách Xuyên bật người nhảy lên, chớp mắt đã có mặt trong một sơn cốc. Lúc bay lên trời quan sát, hắn phát hiện quả nhiên đã tới rìa dãy núi tinh thần, giờ đây, dãy núi tinh thần dài triệu dặm lập tức đang hiện hữu ngay trong thần thức của hắn. Hắn quá nôn nóng muốn biết tin tức của tinh thần môn, của Lâu Hải Đường. Thế nên vội vàng tản thần thức ra khắp bốn phía. Quả nhiên, hắn phát hiện đại trận sơn môn của tinh thần môn thế mà lại ở trạng thái hoạt động, tới cả thần thức của hắn cũng bị chặn lại bên ngoài đại trận hộ sơn. Tinh thần môn là tông môn do nhị sư huynh sáng lập, có thể ngăn chặn thần thức của hắn cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng trước khi rời đi, hắn đã diệt trừ Lệ Gia ở thành tinh thần, nâng tinh thần môn lên thành chủ nhân của dãy núi tinh thần dài triệu dặm. Đồng thời ủng hộ gia tộc Hoàng phủ nhận lấy vị trí thành chủ của thành tinh thần. Thế nên theo lý mà nói thì hiện tại, hẳn là đại trận hộ sơn của tinh thần môn phải ở trạng thái bất hoạt mới đúng. Vậy mà bây giờ, trong thần thức của hắn, tinh thần môn lại bị vây nhốt trong đại trận hộ sơn, điều này không bình thường chút nào. Trái tim Dương Bách Xuyên hơi sao động, đừng bảo là đã xảy ra chuyện gì rồi đó nha. Bây giờ... Hắn đã không còn tâm trí đâu để cẩn thận điều tra tình hình hiện tại của thành tinh thần, sau khi chào tạm biệt Chuột Vương, trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, chớp mắt đã xuất hiện trước sơn môn của tinh thần môn. Nhìn sơn môn khép kín trước mặt, thời gian đoán chừng không hề ngắn, ít nhất cũng phải 8, 90 năm. Đại trận hộ sơn bị mở ra, nghĩa là tin tức lưu thông với bên ngoài cũng tắt, khó trách lại không cảm ứng được phân thân củ sen. Lúc ở Thái Hoang, vì sự tồn tại của sức mạnh pháp tắc nên không liên lạc được với phân thân củ sen cũng là chuyện bình thường, nhưng trong 10 năm gần đây kể từ khi rời khỏi Thái Hoang, hắn vẫn không cảm ứng được gì, hóa ra là do tinh thần môn đã hoàn toàn bị vây trong đại trận hộ sơn. Nhất định tinh thần môn đã xảy ra chuyện. Không hiểu sao trong lòng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất bất an. Hắn đứng trước đại trận hộ sơn, giơ tay bấm pháp quyết, tung ra từng đạo thủ quyết đánh thẳng lên đại trận. Đây là phương pháp khai mở đại trận hộ sơn mà Lý Phượng Ngọc đã truyền lại cho hắn năm ấy, hắn sẽ dùng cách này để mở đường xông vào. Một âm thanh trầm đục vang lên, đại trận hộ sơn hé mở. Dương Bách Xuyên bước từng bước tiến vào đại trận. Chuột Vương ra lệnh cho 3.000 tộc nhân chuột ở yên tại chỗ dưới lòng đất chờ lệnh, còn mình thì theo chân Dương Bách Xuyên vào tinh thần môn. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên đặt chân vào tinh thần môn, từng luồng ánh sáng xuyên qua khoảng không mà tới. Hắn bỗng thấy nhẹ lòng, chỉ cần người vẫn còn là được rồi.
Sư tổ. Sư tổ. Tiên sinh. Đại ca. Từng giọng nói thân quen truyền vào tai, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Đi đầu chính là 9 cô gái Lý Ngọc Phong, Thương Vũ Tình. Cả Ngô Mặc Thu, Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng cũng xuất hiện. Tính ra thì từ lúc hắn rời khỏi tinh thần môn tới bây giờ đã hơn 90 năm. Thế nên khi hai bên gặp lại, trái tim cũng thỉnh thịch liên hồi. Ngô Mặc Thu chạy nhanh như bay nhào vào lòng Dương Bách Xuyên, tiên sinh, chàng đã về rồi, hu hu. Dương Bách Xuyên ôm Ngô Mặc Thu, vỗ về an ủi. Tướng công. Ngay sau đó, hai cô nương Thương Vũ Tình và Thương Vũ Hoan cũng đâm đầu chạy tới, họ mặc kệ Ngô Mặc Thu đang nằm trong lòng Dương Bách Xuyên mà trực tiếp nhào lên người hắn, vừa hô vừa khóc nức nở. Trong số 9 cô nàng lúc trước, chỉ có hai cô nương này được tên họ Dương nào đó lấy làm vợ, giờ hơn 90 năm mới gặp lại, nhớ đến phát khóc cũng là bình thường. Về phần Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng, Lý Phượng Ngọc và 7 cô gái khác thì ngại ngùng đứng nép sang một bên, thật ra mấy người họ đã biết quan hệ giữa Thương Vũ Tình, Thương Vũ Hoan và Ngô Mặc Thu với tên họ Dương nào đó từ lâu rồi. Chỉ là trong mắt của 7 cô gái còn lại vẫn không kiềm được mà hiện lên cảm xúc hâm mộ và ghen tị. Dương Bách Xuyên bị mọi người vây xem cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi 3 cô gái hồi lâu, được rồi mà, không phải ta đã trở về rồi sao, những người khác đang nhìn kia kìa. Nghe vậy, 3 cô nàng mới chịu lau sạch nước mắt, buông Dương Bách Xuyên ra. Lúc này, Hầu Đậu Đậu và nhóm Lý Phượng Ngọc mới tiến lên chào hỏi. Được gặp lại Dương Bách Xuyên, ai cũng mừng chảy cả nước mắt. Hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt lại đúng lúc gặp phải người lớn trong nhà vậy. Từ cảm xúc kích động của bọn họ, Dương Bách Xuyên nhận ra quả nhiên ở đây đã xảy ra chuyện, bằng không các nàng cũng sẽ chẳng bế quan làm gì. Ngay lúc hắn định hỏi họ đang gặp phải vấn đề gì thì từ phía chân trời bỗng xuất hiện thêm mấy chục vệt sáng nữa lại gần. Dương Bách Xuyên ngước mắt nhìn, trong số đó có khí thức của một đại thừa trung kỳ điên phong, không ai khác chính là vợ của hắn Lâu Hải Đường. Lâu Hải Đường dừng lại trước mặt Dương Bách Xuyên, hai mắt đỏ lên, suốt mấy thập niên qua, vì thay Dương Bách Xuyên bảo hộ tinh thần môn mà nàng ta đã gồng gánh không biết bao nhiêu áp lực. Giờ đây, tiểu oan gia nàng ngày nhớ đêm mong cũng đã trở lại. Dương Bách Xuyên nhìn Lâu Hải Đường hai mắt đỏ ngầu thì vui mừng khôn xiết, hấp tấp ôm nàng ta vào lòng, nhỏ giọng nói, tiểu tỷ tỷ, ta về rồi đây. Về là tốt rồi. Hai mắt Lâu Hải Đường hơi nhòe đi. Xung quanh còn rất nhiều người nên hai người không thể quá thân mật. Sau khi buông nhau ra, Dương Bách Xuyên ngoái đầu nhìn, phía sau Lâu Hải Đường, đứng đầu là hai anh em Hoàng Phủ Vân Phi và vài con cháu hoàng tộc thuộc họ Hoàng Phủ. Thấy tất cả đều chạy đến tinh thần môn, Dương Bách Xuyên biết ngay mình đoán không sai, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Sau đó, đoàn người trở lại đại tiện tinh thần, an tọa xong xuôi, Dương Bách Xuyên mới trầm giọng hỏi. Nói ta nghe xem sao mọi chuyện lại ra thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà phải đóng cả sơn môn, trốn tránh trong tinh thần môn thế. Lâu Hải Đường nhìn lướt qua Dương Bách Xuyên, thở dài một tiếng, hỏi, còn nhớ ông tổ Lệ Thanh Thiền của Lệ gia không? Dương Bách Xuyên gật đầu đáp, đương nhiên là nhớ, lúc trước nếu không nhờ tỷ, ta đã uổng mạng dưới tay Lệ Thanh Thiền, không đúng chẳng phải năm ấy Lệ Thanh Thiền đã bị hai ta hợp tác giết chết rồi sao? Chẳng lẽ chuyện mọi người phải lẩn trốn trong tinh thần môn có liên quan tới Lệ Thanh Thiền? Lâu Hải Đường gật đầu đáp, đúng vậy, tuy Lệ Thanh Thiền đã chết, năm ấy Lệ gia cũng bị các ngươi kết hợp Hoàng Phủ gia diệt sạch, nhưng chàng có còn nhớ ta từng kể Lệ Thanh Thiền vẫn còn một cô con gái thành công xin bái nhập tông môn hàng đầu Thái Huyền Tông không? Lúc ấy, sau khi chàng rời đi khoảng 4 tháng, biết tin Lệ gia bị tiêu diệt, con gái Lệ Ngọc Hoàn của Lệ Thanh Thiền lập tức dẫn theo cao thủ của Thái Huyền Tông chạy tới thành tinh thần chém giết. Lệ Ngọc Hoàn là đại thừa trung kỳ, bên cạnh còn có hai đồng môn đại thừa hậu kỳ, tận 3 vị cao thủ đại thừa, ta không thể nào ngăn cản nổi, cũng may tin tức ở quán trọ tinh thần linh thông, nên chẳng mấy chốc ta đã nhận được tin cầu cứu của gia tộc Hoàng Phủ. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hơn mấy nghìn thành viên gia tộc Hoàng Phủ. Ta chỉ cứu được mỗi hai anh em Hoàng Phủ Vân Phi và hơn 40 con cháu gia tộc Hoàng Phủ, cũng như thành công trốn vào được tinh thần môn. Khi đó, chính phân thân củ sen của chàng đã đề nghị chúng ta đóng cửa sơn môn, vì chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của 3 vị đại thừa kia.
May là đại trận hộ sơn của tinh thần môn vô cùng vững chãi, họ không cách nào phá vỡ được, thế là bọn ta cũng yên ổn trốn gần trăm năm, giờ chàng đã về thì quá tốt rồi. Dương Bách Xuyên hiểu rõ tiền căn hậu quả trong chuyện này, đây là nhân quả năm đó tiêu diệt Lệ gia, có điều nói đi cùng phải nói lại, ai bảo Lệ gia có một nữ tử bái nhập vào tông môn đứng đầu phía Bắc Tinh Cương Ngân Hà làm chi. Năm đó trò chuyện với Lâu Hải Đường chuyện này, hắn cũng từng lo lắng, nhưng năm đó nghĩ cùng lắm chỉ là vài tên tu sĩ độ kiếp, hơn nữa Lâu Hải Đường cũng là tu sĩ đại thừa cảnh, chắc là có thể ứng phó được. Ai ngờ hôm nay mới biết, người tới lại là ba tu sĩ đại thừa. Trong đó Lệ Ngọc Hoàn còn là một đại thừa trung kỳ, bên cạnh là hai đồng môn đại thừa hậu kỳ, thực lực cỡ này thì đừng nói ba người, dù chỉ một người thôi cũng khiến Lâu Hải Đường khó có thể ứng phó. Liên Ngẫu phân thân đưa ra chủ ý phong bế sơn môn tránh né, cũng coi như là lựa chọn tốt nhất lúc đó rồi. Chỉ là điều làm cho Dương Bách Xuyên tức giận không phải Lệ Ngọc Hoàn tìm đến trả thù, mà là dựa vào những gì Lâu Hải Đường kể. Ba đại tu sĩ đại thừa phía Lệ Ngọc Hoàn không thể phá vỡ đại trận hộ sơn của tinh thần môn, nhưng hơn 90 năm qua, mỗi tháng bọn họ đều kiên trì đến công kích tinh thần môn để phá hủy đại trận một lần. Mỗi một lần công kích đối với Lâu Hải Đường các nàng là một loại giày vò, ai biết khi nào thì ba người Lệ Ngọc Hoàn có thể công phá đại trận hộ sơn đây. Hơn nữa mỗi một lần tới còn mắng chửi cực kỳ khó nghe. Tháng trước còn tuyên bố, một vị sư thúc cao thủ nào đó của Lệ Ngọc Hoàn sẽ đến trợ trận, ngược lại có thể công phá đại trận hộ sơn. Lệ Ngọc Hoàn vừa mắng chửi vừa kiêu ngạo nói, vị sư thúc kia của nàng ta là tu sĩ phi thăng cảnh. Cho nên tháng này mỗi người các nàng đều trải qua trong sự áp lực, căng thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.